Galaxy J rẻ hơn 1,4 triệu. Điện thoại trợ giá mua ngay tại FPT Shop. Ơn rời cậu đây rồi. Ơn rời mùa năm đã trở lại rồi. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thank God You Are Here. Thưa quý vị, chương trình của chúng ta là một chương trình rất đặc biệt. Các trưởng phòng sẽ đưa ra những thử thách và nhiệm vụ của các khách mời của chúng ta. Họ sẽ phải hóa thân vào nhân vật và giải quyết vấn đề một cách khéo léo nhất và đem lại tiếng cười cho quý vị và tất cả các bạn. Những trưởng phòng của chúng ta có lúc được đánh giá là vô cùng mềm mại, nhẹ nhàng, nhưng nhiều khi bị đánh giá là gây gớm. Một tràng vỗ tay để chúng ta chào đón các trưởng phòng trong chương trình hôm nay. Xin mời. Trưởng phòng Trường Giang, trưởng phòng Trung Sơn, Tự Long và Trấn Hải. Tôi xin hỏi mọi người vừa rồi vỗ tay cổ vũ hò hét cho ai trong số 4 người đây ạ? Có phải là cho Trường Giang? Có phải là cho Tự Long? Có phải là cho nghệ sĩ Trung Dân? Mà đương nhiên rồi, tôi biết mọi người rất ủng hộ cho nghệ sĩ Trấn Thành. Vâng, đầu tiên tôi xin hỏi anh Trung Dân. Khoan, ai phải cổ vũ cho MC Xuân Bắc? Em mới đều. Rồi, tôi xin cảm ơn Trấn Thành. Khoan, ai cổ vũ cho giám khảo Hoài Linh? Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin hỏi nghệ sĩ Trung Dân, anh đánh giá thế nào về các khách mời trong mùa năm của chúng ta? Cái phần kịch bản chúng tôi không sợ, chúng tôi chỉ lo là khách mời. Dần dần cái lượng khách mời thì ít đi, bởi vì chúng tôi phải chọn lọc những cái khách mời họ xử lý được tình huống. Tóm lại là họ thông minh. Xin cảm ơn anh Trung Dân. Nhưng Trấn Thành giải thích thế nào khi nhiều người đã vốn thông minh, nhanh nhẹn và được khẳng định rồi, lên đây đặc biệt là vào một số phòng mà họ lại bị liệt ý? Thật sự ra thế này, thưa quý vị, trưởng phòng chúng tôi đã chuẩn bị sẵn tất cả coi như là vũ khí đạn dược để nghênh đón khách mời. Và cũng có một số những trưởng phòng cái nết thì nó dễ thay đổi anh ạ. Đúng. Nhưng cái tâm mà nó đã muốn hại rồi thì chỉ có chết thôi. Ở đây thì tôi không muốn nói ai, nó hơi tế nhị. Đúng. Những người hay chắp tay đứng nhẹ nhẹ đầu nhiều khi nó lại vô hết. Đó thì tôi không nói nhiều. Anh đó. Anh cái gì, tay vừa chắp ở kia, đây là khoanh tay mà. Nói anh đó. Anh đâu có sao đâu. Anh không có nhiều tâm địa như vậy. Bởi vậy cho nên là anh khá là thuần khiết trong số những trưởng phòng ở đây là anh. Khá là thuần khiết đấy. Eo ơi, cả thuần khiết nữa cơ. Không có cả thuần khiết mà trong sáng, thuần khiết vân vân. Trường Giang, bạn nghĩ thế nào? Đã vào đây là một là ra về trong huy hoàng, hai là đổ máu. Đúng, tụi em sẽ không bao giờ độc ác ngã nghiêng. Thử ra tụi em quyết ác tới cùng. Ác tới cùng. Thưa quý vị, những tâm sự mở đầu chương trình của chúng ta. Những trưởng phòng họ không bao giờ ác. Những trưởng phòng họ luôn luôn bằng khả năng của mình chỉ muốn gợi mở cho tất cả các khách mời làm sao để tốt nhất, làm sao đem lại tiếng cười cho tất cả mọi người thật vui vẻ. Một tràng vỗ tay cho các trưởng phòng của chúng ta. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị, tiếp theo đây chúng ta sẽ đón chào những khách mời trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi của tuần này. Xin mời. Họ là ai? Wow.
Tuấn Kiệt. Anh Sơn, lâu lắm rồi em mới được gặp anh. Em chào anh. Chào em. Vâng, dạo này sức khỏe anh thế nào ạ? Anh thì lúc nào cũng sung và rất là khỏe. Vâng. Tại vì lúc nào cũng tập tạ hết á. Nếu ai gặp anh Ngọc Sơn cũng sẽ biết là anh rất là hài hước, rất chân thành và luôn cởi mở. Đó chính là nam ca sĩ Ngọc Sơn đấy ạ. Vâng. Anh sẽ lên đây để mang lại tiếng cười cho mọi người. Tôi tin là như vậy. Vâng, Phương Mai. Dạ, chào anh. Lâu lắm mới gặp em. Dạ. Vẫn câu hỏi anh Ngọc Sơn, em có khỏe không? Dạ, em khỏe lắm ạ. Em cũng tập tạ đều đặn hàng ngày ạ. Sợ quá nhỉ. Việc tập trước khi lên chương trình này. Vì sao lại về thế? Dạ, tại vì là em run quá bây giờ, làm như nào bây giờ. Ước gì có cục đà để buộc em lại. Chúng tôi vừa nói chuyện với quý vị khán giả, vừa trao đổi xong, tức là hãy cứ chân thành. Dạ. Hy vọng anh nương tay trên, chứ lúc nãy em nghe thấy mấy anh trưởng phòng đe dọa là ác tận cùng, em sợ quá. Nói vậy thôi, mọi người sẽ hỗ trợ để các bạn vượt qua thử thách tốt nhất. Jin Tuấn Kiệt. Lời đầu tiên xin phép Jin Tuấn Kiệt được chào đến anh Hoài Linh và tất cả quý khán giả đang xem chương trình Ân Giờ Cậu Đây Rồi mùa thứ 5 ạ. Tôi hỏi bạn Jin Tuấn Kiệt, cái chỗ mà ngồi ở trên này đều là họ hàng nhà mình cả. Dạ đúng rồi, đó là thằng bạn Genus FC của em ạ. À FC ạ. Rồi, xin chào các bạn. Thưa quý vị, bao giờ cũng thế, những khách mời họ sẽ cố gắng vượt qua những thử thách. Và chiếc cúp hình chiếc cánh cửa là đây. Chiếc cúp này sẽ trao cho một người duy nhất. Vâng, em cầm thử. Đấy, em xin ạ. Ôi dồi ôi, cái này tập tạ thì tốt lắm anh ạ. Lại tập tạ. Anh có thấy là từ khi cầm cái cúp này xong em đứng yên hẳn không? Đúng rồi, không lắc lư nữa. Dạ, đấy. Rồi. Em nghĩ là thuộc về nhau rồi anh ạ. Em có thể gửi lại cho Jin Tuấn. Dạ, dạ, em xin phép không dám cầm. Đâu vào đây mà. Nặng lắm. Dạ. Thôi dừng lại đi. Đó, thấy chưa? Đó. Diễn tốt nhỉ? Diễn tốt hay? Diễn tốt. Diễn tốt. Được rồi, xem. Thưa quý vị, quan trọng hàng đầu đó là chúng ta cần phải biết ai là người mở cánh cửa đầu tiên. Ở đây chúng ta có nam ca sĩ Ngọc Sơn, là người rất bản lĩnh về sân khấu, tất cả chúng ta ai đều biết. Chính vì vậy, người mở cánh cửa đầu tiên trong chương trình hôm nay không ai khác, đó là Jin Tuấn Kiệt. Là em đấy chứ không phải ai. Là em. Chúng tôi vừa thay đổi xong bởi vì là fan của Jin Tuấn Kiệt hôm nay rất hùng hậu. Cho nên hãy cổ vũ cho Jin Tuấn Kiệt. Một tràng vỗ tay để Jin Tuấn Kiệt, nam ca sĩ Ngọc Sơn và MC người mẫu Phương Mai. Và trong chuẩn bị cho phần của mình, xin cảm ơn. Thưa quý vị, người cầm cân nảy mực trong chương trình đó chính là nghệ sĩ Hoài Linh. Thưa anh đánh giá thế nào về tương quan lực lượng giữa ba khách mời trong chương trình hôm nay? Đối với anh Ngọc Sơn thì từ trước tới giờ là anh xem anh ấy như một danh ca. Bởi vì cái giọng ca anh ấy cất lên anh vẫn còn mê mẩn lắm. Cái điều mà anh học hỏi nữa anh Sơn nhiều á, đó là cái sự hiếu thảo. Anh Sơn là một người cực kỳ hiếu thảo. Còn về bạn Phương Mai và Jin Tuấn Kiệt thì hồi nãy đây thì hai bạn nói thì anh thấy là lưu loát rồi. Jin Tuấn Kiệt thì bạn ấy diễn sâu ghê không? Thành thử ra anh cũng tạm yên tâm. Tuy nhiên là còn tùy thuộc vào những cái tình huống mà các trưởng phòng đưa ra nữa. Chúc cho ba vị khách mời của chúng ta hôm nay vượt qua thử thách một cách dễ dàng và tạo được niềm vui và cảm xúc cho khán giả. Xin cảm ơn. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh. Và chính anh có một trách nhiệm rất là lớn, đó là theo dõi tất cả các tình huống diễn ra trong các căn phòng. Khi thấy đủ, anh sẽ là người nhấn chuông. Và bây giờ, mời anh thử chuông. Xin cảm ơn giám khảo Hoài Linh rất nhiều. Chuông đã sẵn sàng. Trước khi mở cánh cửa căn phòng đầu tiên, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn quý vị. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại chương trình Ân Rời Cậu Đây Rồi, Thank God You Are Here. Thưa quý vị, thời gian chờ đợi cũng đã qua. Chúng ta bây giờ sẽ mở cánh cửa căn phòng đầu tiên. Jin Tuấn Kiệt chính là người mở cửa căn phòng này. Xem anh ấy đang chuẩn bị như thế nào. Xin mời quý vị.
Jin Tuấn Kiệt. Jin Tuấn Kiệt không phải là cái tên xa lạ với khán giả màn ảnh nhỏ qua các phim sitcom và một số dự án điện ảnh. Với gương mặt điển trai, nụ cười tỏa nắng, đậm chất soái ca, thu hút biết bao nhiêu ánh nhìn của các cô gái. Ngoài ra, anh còn thử sức trong lĩnh vực âm nhạc. Không Thể Yêu Ai Được Nữa là một bản ballad được nhạc sĩ Mr. Zero viết riêng cho Jin Tuấn Kiệt, được xem là sản phẩm âm nhạc chính thức ra mắt trong vai trò ca sĩ. Chắc chắn sự xuất hiện của anh sẽ là một thú vị dành cho khán giả Ơn Giời đêm nay. Những người quen của Jin không biết Jin tham gia Ơn Giời Cà Rê Rồi mùa này luôn. Mình muốn giấu, tại vì để khi mà phát sóng, Jin phát sóng thì sẽ được bất ngờ hơn. Thì mục tiêu ngay từ đầu mà Jin xác định đó chính là mình học hỏi kinh nghiệm từ các trưởng phòng, là muốn xem là ở trong bản thân mình có cái độ lầy, độ bựa không để có thể mà ứng biến trên sân khấu được. Khả năng của Jin mà tốt nhất hiện nay đó là hát và chơi nhạc cụ. Thì bây giờ Jin sẽ tặng cho tất cả các bạn một đoạn trong ca khúc mới mà Jin vừa ra mắt, đó là bài Yêu Anh Sẽ Tốt Mà. Yêu anh sẽ tốt mà, em sẽ chẳng phải buồn nữa, anh hứa sẽ tốt mà, sẽ chẳng còn ngu ngơ như lúc xưa. Vô lấy tâm lý thì tại mình chắc là mình không có qua trường lớp, thì mình lấy tâm lý rất là lâu luôn, nên đó là cái điều mà Jin lo nhất khi mà nhận lời tham gia chương trình Ơn Giời Còn Đây Rồi. Ví dụ bước vô phòng mà gặp trưởng phòng là một con ma thì Jin sẽ sợ vậy nè. Đó là cái cảm giác đầu tiên, nhưng mà khi mà con ma đụng vô người mình là mình xỉu luôn. Jin sắp bước vô thì hơi run một chút xíu, mồ hôi chảy hơi nhiều. Thì Jin hy vọng là tất cả mọi người xem sẽ ủng hộ Jin và chúc cho Jin thành công. Có vẻ rất trẻ trung, rất thể thao, và một tràng vỗ tay to hơn nữa để mở cánh cửa đầu tiên cùng Jin Tuấn Kiệt. Xoay một vòng cho anh xem nào. Phấn chấn chứ hay là lo lắng? Dạ đang lo lắng anh. Lo lắng là cứ thế này thôi. Dạ vậy cho đỡ lo lắng. Đỡ lo lắng. Rồi. Và lo lắng vì sao? Dạ do tại trước giờ em chưa bao giờ mà đứng trên sân khấu mà diễn như thế này cả. Tôi tin nhá, với bộ trang phục như thế này thì bạn sẽ là một nhân vật và rơi vào một tình huống mà không quá xa với tuổi của bạn. Dạ là cỡ tuổi tiền mãn tin nữa anh. Đúng rồi. Chịu khó. Bạn là người đầu tiên. Bây giờ chỉ việc mở cửa ra và phát huy cái khả năng của mình. Cánh cửa là của bạn. Có chìa khóa mở. Mở. Đó, xin chào. Ơn Giời. Trời ơi, gớt banh rồi. Dạ, em chào anh. Ơn Giời. Thằng bạn thân Chi Cốt ở chung phòng của tao đây rồi. Ủa, mình bạn thân Chi Cốt mà anh? Bạn thân Chi Cốt đã kêu nhà bằng anh. Là kêu bằng cậu với tớ. Yeah. Cậu ơi, tớ ơi. Yeah. Tụi mình đang trên cái kỳ mà luyện thi bóng gỗ á. À, bóng gỗ. Mà tao thấy tao chơi chưa có giỏi lắm, bây giờ mày phải chỉ tao chơi đi. Đầu tiên là mình thi tân bóng á. Bóng rổ là tưng bằng tay bằng chân. Mày là huấn luyện viên trong trường mày. À quên. Tân bóng đi. Ok. Tân bóng. Cái này là banh đũa nha. Nghe, chơi banh đũa rồi tưng rồi nha. Cậu biết tại sao không? Sao vậy? Bóng rổ người ta gọi là dàn bóng, nhưng mà là tân bóng. Dàn bóng cũng được. Rồi. Mình là huấn luyện viên mà, okay, đúng không? Ok, huấn luyện viên mà phải giỏi chứ. Đầu tiên là mình phải để tay vậy nè. Rồi tay mình gần. Nha, giỏi mày. Ê, giỏi mày. Tại có máu huấn luyện viên trong người mà. Ô, sao nó nằm luôn. Cái này gọi là tí bóng. Tao thách mày đứng đây mà mày chọi vô cái gỗ á. Thách đứng đây hả? Ừ. Thôi tao nghĩ mày. Ngồi chơi. Dạ. Nhưng mà
Ủa mình phải ngồi kế nhau chứ bạn thân mà. Không, tao ngồi bữa nay tao nói chuyện nghiêm túc với mày về sự việc sự đời. Tại sao ở cùng phòng với nhau, cơm ở nhà tao nấu mày ăn mày không chừa một chén, tiền nhà bây giờ mày không xe một cách, mày đi đâu cho đã đời rồi mày về tới tháng mày không đưa tiền, một mình tao đóng là sao? Tại thấy cơm mày ăn mày sợ mày mập, tao ăn mình tao. Mày không mập mà. Bố mày không mập hả? Mày nói mập hả? Mày nói mập mày. Thì chính vì tao sợ mày mập, tao mập một mình tao kệ tao đi. Mày ốm mày đẹp hơn. Mày làm như mày thương tao lắm vậy. Thương chứ sao không thương, bạn cùng phòng chí cốt với nhau mà. Vậy tại sao tiền, mày thương gì mày tiền nhà mày không đâu? À, tiền á hả? Tiền nha. Biết sao không, hôm rày má tao bệnh. Phải tranh thủ kiếm được đồng nào gửi về nuôi má, lo tháng cho má. Má mày bệnh mười mấy lần luôn. Đụng cái gì má mày cũng bệnh. Thôi nói chứ. Này có kẹt gì mày nói đi. Thì chuyện là gì nè. Sao? Mấy bữa nay ta có chết cha. Sao nó chơi bóng một thời gian cái nó kỳ vậy ta? Không có. Mày làm sao mày? Có bồ hả ba? Mày có bồ hả? Ừ. Mày có bồ thiệt hả? Ừ. Mất dạy, mất dạy. Mày có bồ rồi mày khỏi đóng tiền nhà mày. Tiền lương tháng 2 triệu 1 triệu gửi cho bồ để dành tiết kiệm hai đứa mốt hai đứa cưới nhau. Còn chịu còn lại 500 ngàn ăn uống hai đứa. Bồ mày là má mày à? Chứ bồ là má nhỏ đó. Mày bắt trước ai mày ngu rồi mày? Bắt trước Asin. Mày bớt nói xấu người ta lại. Mình trên đời sống mà nói xấu người ta không tốt. Nói thương nói tốt cho người ta, mẹ thương mẹ cho đẹp hoài. Nói xấu người ta khẩu nghiệp mẹ lấy lợi mập. Thấy không? Thôi là mình bỏ qua chuyện đó đi. Coi như cái chuyện tiền bạc á, coi như bây giờ tao chỉ nói vậy nè. Dạo này tao thấy mày có một số biểu hiện lạ. Là tại vì đêm nào mày cũng 2-3 giờ sáng mày mới về. Mà về thì nồng nặc mùi rượu, diện đồ rất đẹp. Tao đang nghi ngờ một số chuyện không hay về mày. Tại vì tao thấy một vài vết son trên áo của mày. Nó không phải là màu đỏ tươi, màu hồng cánh sen, mà nó là một số màu như tím bầm, màu đen chì, màu xám. Thì tao nghĩ rằng là chỉ có những người phụ nữ lớn tuổi mới có những màu son như vậy. Đừng nói với tao dạo này mày có bằng lái máy bay. Thôi giờ tao nói thẳng với mày luôn. Sao thấy ghê quá vậy? Thôi làm cái nghề đó đó. Rồi giờ mày kỳ thị tao đúng không? Tao làm cái nghề đó đó. Cái nghề mà mày nói đó. Tao nói hai nghề là mày làm thế nào? Tao đứng đường. Ôi nghe qua như sét đánh ngang tai. Là biết đứng đường làm cái gì không mà sét đánh ngang tai? Làm gì? Thấy giờ chiều có giao thông này nọ ngoài đường nó kẹt không? Mặc cái bộ đồ xanh nó đứng thổi thổi điều tiết giao thông đó ba. Rồi biết sao có mấy cái dấu son luôn không? Ừ. Dấu son nó làm bữa cái bà kia kè, bà lại bà hỏi đường. Bà đi xong dấp cục đá cái đấy kẹt vậy nè. Cái tao chụp bà lại cái son dính vô áo tao. Ok. Cho mày qua cái ải này đi. Giờ cái này mày qua ăn vòng nè. Mày đi về trễ. Mày mặc đồ đẹp. Đúng không? Đúng. Bây giờ mày nói mày có bồ. Ừ. Thật ra tao biết mày yêu ai. Tao đã từng đọc cuốn nhật ký của mày. Ủa mình có viết nhật ký á tao? Mày có viết nhật ký. Mày không viết, tao viết mày. Ok, tao viết nhật ký. Mày phải viết. Mày có viết nhật ký, tao có đọc. Mày nói mày thương con dạ con bà chủ phòng nhà mình. Ê, có dừng lộn nha. Mày có thương. Mày không thương là chích vậy tao. Mày phải thương nó. Ờ, thì thôi lỡ mày đọc nhật ký rồi, thôi thì thôi. Đúng không? Con dạ là con nhà lành, nó không thể đi tới giờ đó được.
Mày cho tao biết đi, mày đi đêm làm cái gì mà mặc đồ đẹp, xịt dầu thơm, gòi rượu nồng nặc như vậy? Mày giải thích không rõ, ngày hôm nay tao không ở chung với mày nữa. Thì cái đó là cái chuyện đi đêm á hả? Yes. Thì tao đi chung với con dạ đó. Nó là con nhà gia giáo, làm sao nó đi đêm với mày được? Con bà, bộ con bà chủ là gia giáo là không đi đêm được hả? Gia giáo cũng đi đêm rồi, vậy đi ba đi chơi với nhau thì cũng là đi đêm, đúng không? Đúng rồi, đi con dạ cái gu nó sến, nó không thể đi ba được. Thì con có ba cho dình cho người sến mà. Ba nào dình cho người sến mày? Cái ba mà thay vì với trẻ là vô. Hey, go, yeah, ok, go, come on. Ba sến rằng ba sến là nó vậy đó. Cái đó là người ta kêu nhảy nhạc tua không ơi? Cái gì mày với nó hai đứa còn trẻ mà vô mấy chỗ nhảy nhạc tua hả? Dạ thích vậy. Nhưng tao thấy là nó không ưa mày. Trong cái nhà này lần nào đi nó cũng gây lộn với mày hết. Nó chỉ có nói chuyện được với một mình tao thôi. Mày đã cua được nó chưa? Thì chưa, cái đó người ta gọi là yêu đơn phương đó. Mày yêu đơn phương mà mày canh nó đi chơi nhạc tua mày đi theo phải không? Tao nói thiệt nha. Ừ. Không phải tao đi với con dạ. Với gì ai? Tao đi với bà Tư, cách nhà mình hai dãy nhà đó. Bà Tư bán bánh canh cua. Sai rồi, bà Tư bán hột xoài. Như vậy mày vẫn là trai bao. Đâu có, tao đâu có nhận đồng cắt bạc nào đâu. Chứ mày đi với bà làm gì? Đi giải stress vậy thôi à. Tại sao xả stress mày không rủ tao đi, mày rủ bà Tư đi? Tao nhìn người bà chiếu chiếu vui mắt hơn nhìn mày khô quéo à. Ok, bây giờ tao không chi cứu chuyện nữa. Bây giờ quan trọng là cái chuyện con dạ. Tao thấy là nó có vẻ thích mày, nhưng mà nó làm chảnh bề ngoài, nó hay chửi vô mặt mày. Mày phải có cách làm sao cho nó nhận là nó thương mày. Mày hiểu không? Nói cũng có lý. Tao chỉ cho mày. Bạn bè thân tao hiểu mà. Mày thấy tao thương mày không? Thấy. Tao thương mày lắm. Thương chứ, thương biết mà. Đây. Đây là món quà mà bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thích. Một lát nữa nó vô nó thu tiền nhà, nó sẽ đi ngang khu này. Mày chặn đường nó lại, mày giả bộ mày tặng nó hộp quà này. Tao đã để trong này một thứ nó mê lắm. Cái gì? Tao đọc lén nhật ký nó luôn, nó mê cái gì tao biết luôn. Trời, sao mày là thánh hay sao mày qua dọc nhật ký người ta luôn hay tao vậy? Tao đọc hết. Cầm đi. Một lát con già nó đi ngang đây, mày giả bộ mày tìm cách đưa quà cho nó. Nghe chưa? Ok. Nhớ nha. Thích dạ. Dạ ơi, hôm nay nơ bự vậy. Thích vậy á. Xin. Sao vậy dạ? Nè cho nè. Ủa cho xin hộp phấn hả? Cho xin hộp kem trộn á. Trời mẹ ơi, đàn ông đưa kem trộn chi bà. Thấy tối xin hay chút vô mặt đó. Cảm ơn dạ. Dạ có gì muốn nói với Gin không? Có. Ai biểu hộp qua đi đâu 3-4 giờ sáng mới về, không chịu khóa cửa. Làm ăn trộm nó vô nó ghim chiếc ghim của tôi đi rồi biết chưa? Mất xe rồi cái thằng này. Tại sao mày đi mày không khóa cửa? Tao tưởng mày về mày khóa rồi đó. Ủa mày điên hả? Mày tưởng tao về rồi tao khóa rồi? Tao về mấy giờ mà mày nói mày tao về rồi khóa rồi? Thì tao nghĩ vậy thôi à, không đúng thì thôi. Mày đừng có ngang. Rồi bây giờ chiếc ghim đó là ai đền? Không có tiền mà có này đền được không? Này là gì? Cái mặn gái thích lắm. Chứ gì? Nói gì nói đi. Đang vô tâm lý từ từ. Tự cho người ta tâm lý cái đã. Bé ơi, lẹ con đi thu từ nhà. Thôi nè rồi cầm đi mệt quá. Cái này mở làm sao? Kéo ra. Kéo cái gì? Kéo cái dây ra thôi chứ có gì đâu. Nè đó. Nè đó. Rồi đưa cho người ta đàng hoàng nè. Quẹt cái gì vậy? Cái gì vậy? Lịch sự thôi. Sao mày tặng quà nó mà nó chọi đầu tao vậy? Tao nói má tao lên tiền nhà mày chẳng mày. Không phải. Đại, tiền á, tiền á. Thiệt có muốn thương mà thương không nổi mà thiệt. Tao lên 2 tháng tiền nhà mà thôi, không thôi có mà. Tiền đóng là dọn ra khỏi nhà bố ra. Dạ xin lỗi dạ. Xin lỗi dạ. Ủa, khoan nè. Lâu. Lỗi, nghe nhỏ vậy. Tao có chiêu của tao, tao không biết làm với nó hạp điện. Má
gì con Máu Máu ơi, lên từ nhà có đi Máu ơi. Giờ sao giờ mày lên từ nhà kìa? Sao mày yêu mày kỳ vậy mày? Tao bị nhét gái bà nội. Bây giờ phương án 2 đi. Ngồi xuống, tao chỉ cho. Đây là một lá thư mà bất cứ người phụ nữ nào đọc cũng sẽ thích. Tao đã dùng tất cả vốn liếng văn chương của tao. Một lát con dạ ra tặng cho nó sẽ tha lỗi cho mày. Con dạ nó vô kìa, tặng cho nó. Dạ ơi, mới về nhà mát mẹ, mẹ nói con ếch có gì đâu mà sợ. Cái này cái giữ con ếch là vậy nè. Tại vì nó sợ ếch rồi. Hồi nãy Ghiên Tịnh tặng mẹ dạ để ăn cho bộ á. Đúng rồi, chữa sinh dưỡng. Mẹ dạ ốm quá. Mẹ mới có 150kg à. Sao mẹ người ta mập mà mày tặng kia ăn kia mập thay vậy? Mày xúi tao mà. Tao xúi mày nào? Đừng có xạo. Xin không bao giờ là người như vậy hết. Đúng rồi dạ. Tôi tin Xin. Tôi cũng tin dạ. Xin lỗi. Dạ ơi. Nói gì nói đi. Từ lâu rồi nhưng có điều muốn nói dạ. Mà Jin không có dám mở miệng ra nói. Bây giờ dạ có thể đọc bức thư này được không? Đây là những điều mà Jin thầm muốn nói bấy lâu nay rồi. Để Jin tôi mới đọc thư. Ok. Đứng đây tập đọc to tự hào nè. Đàn ông nó viết thư cho mình khó chứ bộ. Gửi người con gái duy nhất trên đời trước khi gặp bà. Sao kêu con gái người ta bằng bà? Ngại, người ta ngại à. Ngại, chưa kêu em được đâu ngại. Tôi không tin trên thế giới này có một người con gái hết sức ba chấm hết sức. Hết sức ba chấm hết sức là vô duyên như vậy. Thiệt chứ tất cả mọi tật xấu nó hội tụ trên người của bà luôn. Tôi viết thơ này để nói cho bà hiểu là bà nhìn không hề giống phụ nữ một chút nào hết. Gửi bà con quỷ già. Dạ ơi, dạ chết rồi. Em đây. Xin. Mày xạo hả mày? Lần này tao về nhà tao kêu má tao lên 5 tháng tiền nhà. Má ơi. Dạ. Đổ. Xong mày hại tao rồi đó. Giờ lên 5 tháng rồi tiền đâu trả. Bây giờ phải đi thêm nữa nè. Đi đâu mày? Đi đâu? Đi kiếm tiền. Mới nói kiếm tiền gì? Thì đi kiếm tiền trả tiền nhà chứ làm cái gì. Mà mày kiếm tiền gì mà đem đi đem là sao? Thì đó đó, cái nãy đó. Mày cặp bà Tư thiệt hả? Ừ. Ê không. Chứ sao? Mày biết sao không? Sao? Nếu là tao muốn cua con dạ. Ừ. Mà bà Tư á là bà chơi thân với má con dạ. Ừ. Thì muốn làm quen với dạ là phải chơi tí với bà Tư đầu tiên. Sao mày lý luận gì vô lý vậy mày? Tại vì bà Tư bà có hột xoàn, má con dạ mê hột xoàn. Đi với bà Tư rồi bà cho mấy cục hột xoàn về xong rồi lấy đó mình mới gửi cho má con dạ được. Bà mới thích, bà mới chịu mình, hiểu không? Chính ra là mày cũng quen bà Tư rồi. Đâu có đâu. Đi chơi đâu có quen, giống như tao mày đi chơi với em nên tao nói tao mày quen nhau. Người tao mày ngủ chung nha, tao kêu bồ mọi nhau hả? Đúng không? Thật ra thì người ta kêu như vậy có sao đâu. Tại vì tao không muốn mày làm vậy nữa. Cái gì vậy ba? Tại vì... Ê! Tại vì tao lo. Lo gì? Cho người tao thương. Mày thương ai? Tao thương mày á. Giỡn hoài. Bạn bè chung nhau đó giờ mất gì thương? Tiếng có thương. Tao không có giỡn tại vì tao không muốn mày quen con dạ nên tao cố tình tao phá đó. Tao không tin luôn á Thành. Tao thích con dạ. Mày đi phá tao như vậy. Tao không muốn mày mất mày cho người khác. Tao cũng không muốn mày đi đêm. Có gì hãy ở bên tao
cả thế giới để tao lo. Thôi đi nha. Trời ơi, mày không một chút liên tiếp luôn hả mày? Tao với mày chơi với nhau mười mấy năm rồi đó, tao thương mày như thế nào mày biết mà. Hồi nãy ở đây nè, mới ở đây mày nói mày thương tao. Mày có nói như cái vậy? Cái thương ở đây là tao nói là thương anh em với nhau. Bây giờ mày lại nói thương cái gì? Không, mày nói mày có thương mà. Tao nghĩ đơn giản lắm, nói thương thì tao nghĩ là thương. Không có, không có đâu. Dạ Gin có biết là tôi yêu Gin mà. Cái gì? Tôi yêu Gin nhưng mà tại vì tôi cái thân phận của tôi là đài cát cho nên là tôi phải làm mặt chảnh như vậy thôi, chứ thực ra tôi yêu Gin mà. Tôi không yêu Gin là tôi bắt Gin để đền chiếc game của ông cố nội tôi rồi. Sao mà Gin nỡ lòng nào Gin đi yêu cái con này. Dạ nhường Gin cho tôi đi. Không, mày giành người yêu của tao mày còn mạnh miệng. Đừng lên, đừng lên. Ôi trời ơi. Nè, đủ rồi, nghe tôi nói. Cô lừa con gái vậy, con nghĩ thì ai sẽ yêu cô được hả? Nhưng mà Gin yêu tôi sẽ bảo vệ Gin. Tôi sẽ không lấy tiền nhà Gin. Tôi không có cần cái chuyện đó. Cái nãy giờ á là tôi muốn kích cho thằng bạn của tôi nói ra thật sự lòng của nó thôi, để tôi xác nhận cái chuyện đó là đúng hay là sai. Là sao? Là những người như vậy thì đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau đó, hiểu không? À, Gin Tuấn Kiệt, bạn quả là một tay ghê gớm. Phải nói một điều như vậy, rất tốt, rất hay. Ở trong kia chúng tôi cũng đã vỗ tay reo hò ở Mỹ rất vui vẻ, rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn quý vị. Xin mời những nhận xét của giám khảo Hoài Linh ạ. Cảm ơn Tấn Thành, cảm ơn Lâm Vĩ Dạ và cảm ơn Gin Tuấn Kiệt. Đó là lần đầu tiên làm việc với con và xem con diễn như thế này. Con chỉ hát thôi, con chưa gặp những cái tình huống mà éo le như vậy đâu. Dạ. Nhưng mà con giải quyết cái thử thách này nó như là không vậy đó. Tức là giống như là các bạn rất là thoải mái nha. Nó chẳng có cái gì gọi là chữ diễn cả. Và cái tình huống cuối cùng, thật sự ra thì chú rất là bất ngờ. Khi mà con la như vậy là đúng. Chính xác là làm con gái cũng không nên dữ dằn quá. Đây cũng có thể là một cái kết luận thôi. Con cũng chưa có khẳng định con và người bạn của con, tức là Xin á, có phải là yêu nhau hay không. Nhưng con cũng dạy cho cái cô kia một bài học, làm cô gái đừng nên dữ dằn quá, đừng nên thô lỗ quá. À, rồi cuối cùng cũng chẳng ai yêu, bởi vì cái kết này có thể để lửng như thế cũng được. Rất cảm ơn con, những tiếng cười rất là vui vẻ, giòn giả của khán giả đã dành cho con và căn phòng của Trấn Thành. Cảm ơn. Dạ, mọi người. Xin cảm ơn chú ạ. Xin cảm ơn những nhận xét của giám khảo Hoài Linh. Thưa quý vị và tất cả các bạn, cánh cửa của căn phòng đầu tiên đã mở ra. Chúng ta cũng đã thấy tài năng của khách mời trong chương trình. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với cánh cửa của căn phòng thứ hai. Người mở cửa không ai khác, đó chính là MC, người mẫu Phương Mai. Nhưng trước hết, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Xin chào tất cả mọi người. Thì ngay Gin mới vừa hoàn thành xong phần thi của mình thì cũng là rất là rung, tại vì mình là người thi đầu tiên trong ngày hôm nay. Cái cảm giác khi mà được anh Thành đưa cái quà rồi tặng cho chị Dạ, mà chị Dạ mở ra nguyên một con cóc nhảy ra là Gin giật mình thiệt. Vui là mình hoàn thành tốt được và nhận được những cái lời khen và lời góp ý của chú Hoài Linh. Rồi cũng xin cảm ơn anh Trấn Thành và chị Lâm Vĩ Dạ đã giúp đỡ Gin có được cái tiết mục, cái tiểu phẩm ngày hôm nay. Mình cũng cố gắng hết sức của mình rồi, thì mình nghĩ là cái 6 điểm là phù hợp nhất. Thì tại Gin chưa có thể là xuất sắc mà được 8, 9 điểm hay 9, 10 điểm. Galaxy J rẻ hơn 1 triệu tư. Điện thoại trợ giá mua ngay tại FPT Shop. FPT Shop hân hạnh đồng hành cùng chương trình này.
chào mừng quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ bước vào cánh cửa của căn phòng thứ hai. Người mở cánh cửa căn phòng này đó chính là MC người mẫu Phương Mai. Cô ấy đang chuẩn bị như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi. Phương Mai. Phương Mai sở hữu gương mặt cá tính, từng đạt top 10 siêu mẫu châu Á năm 2009. Nhưng năm 2013, cô âm thầm rời sàn catwalk, từ bỏ ánh hào quang là mơ ước của biết bao nhiêu người để chạy theo niềm đam mê yêu thích, đó là người dẫn chương trình, MC. Ngoài ra, Phương Mai còn được biết đến là một diễn viên qua các phim như Khi Tình Yêu Lên Tiếng, Âm Mưu Giày Gót Nhọn, Chung Cư Ma. Chúng ta sẽ gặp lại cô gái xinh đẹp này trong căn phòng tiếp theo. Thật sự cho đến thời điểm này Mai vẫn không nghĩ ra được lý do tại sao mình lại có thể cả gan nhận lời tham gia một chương trình khó nhằn với nghệ sĩ như thế này. Như mọi người cũng biết thì Mai tham gia chính là công việc của một MC dẫn những chương trình chính luận, thì dần dần Mai trở thành một con người khá là nghiêm trọng. Thế cho nên Mai nghĩ rằng bằng việc tham gia chương trình thì biết đâu đấy Mai sẽ tìm lại được con người thật của mình. Một cô bé Mai nhí nhảnh ngây thơ vô cùng đáng yêu. Thật ra nếu như Mai nói là Mai không có kinh nghiệm diễn xuất thì đấy là một lời nói dối trắng trợn, bởi vì Mai cũng rất may mắn khi được lựa chọn vào một số phim truyền hình cũng như điện ảnh. Thế nhưng mà không hiểu vì sao, có thể là vì gương mặt của Mai khó ưa quá nên tất cả những vai diễn mà Mai nhận được đều là những vai phản diện, hoặc là bị khùng, hoặc là đi cướp bồ. Rất hy vọng là lần này vào chương trình mọi người sẽ cho Phương Mai một màu sắc khác, là một cô gái yểu điệu thục nữ chẳng hạn. Yểu điệu là phải. Phương Mai phát hiện ra là ngày hôm nay Phương Mai sẽ tham gia cùng với anh Ngọc Sơn và Tuấn Kiệt, cũng đều là những người còn trong trắng giống hệt như Phương Mai đối với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Và một điều đặc biệt nữa là Mai là nữ duy nhất trong chương trình. Chỉ nhìn vào cái này thôi là Mai hy vọng là sẽ được các anh nương tay một chút, chiều chuộng một chút, và biết đâu sẽ được giao đề bài không quá khó nhằn, bởi vì dù sao thì Mai cũng là một cô gái ngây thơ lắm. Tất cả đã sẵn sàng. Bộ trang phục có lẽ cũng không quá xa lạ đối với Phương Mai. Nhưng trong hoàn cảnh nào và là nhân vật gì thì có lẽ chính chúng ta cũng đang chờ đợi. Một tràng vỗ tay để khích lệ tinh thần và để cùng Phương Mai mở cánh cửa căn phòng số 2. Trước phụ nữ sinh là anh cứ bị cũng hơi bị mất kiểm soát đấy. Em xinh lắm. Ừ. Thật ra là em cứ nghĩ là chương trình sẽ cho em đóng vai gì dị dị một tí. Ừ. Nhưng mà không ngờ lại đưa cho em một trang phục này đóng vai nữ điệp viên giải cứu thế giới à? Chính tôi cũng chưa biết, bởi vì thưa quý vị, là có nhiều khi căn cứ vào tình hình thực tế mà trưởng phòng sẽ đưa ra những tình huống khác hẳn với những gì đã chuẩn bị. Và hoàn toàn phụ thuộc vào thái độ cũng như cách xử lý của khách mời mà họ sẽ xoay chuyển tình thế. Và với cái vẻ mặt hớn hở như của bạn thế này thì hoàn toàn có thể kịch bản của chúng ta sẽ đang ở trái đất bỗng nhiên lại biến sang một hành tinh khác. Anh ơi, em bị bệnh căng thẳng. Khi nào em căng thẳng là em cười, mà khi nào em sắp khóc là em cũng cười luôn. À, sắp khóc là cười. Tức là bây giờ là đang căng thẳng đúng không? Vâng. Vậy thì bình tĩnh. Ok ạ. Mọi người sẽ bên cạnh bạn. Bạn mở cánh cửa này ra, hoặc là cuộc đời nở hoa, hay là cuộc sống bế tắc. Ok, em sẵn sàng rồi ạ. Sẵn sàng nhá. Dạ. Chuẩn bị. Dạ, cảm ơn anh. Em mở luôn nhá. Mở. Ơn Rời, ngôi sao của tôi đã về, tình yêu lớn của tôi đã về. Trời. Chúc mừng em. Hôm nay em có vẻ vui đúng không? Anh chúc mừng em. Vừa rồi trong cái series phim dài tập truyền hình, em đã rất thành công với vai diễn người thứ ba. Em cảm giác thế nào khi bây giờ mình thực sự trở thành một ngôi sao? Người ta đang yêu mến em, người ta đang quan tâm đến em, người ta đang muốn cướp em ra khỏi anh đấy. Ồ, anh thật là ghen tị khi mà em nói câu này. Nhưng anh phải hỏi thật, là em nói thật hay là em nói đùa anh đấy? Em nói thật về khoản người ta yêu em thì đương nhiên rồi. Em nói thật về khoản
người ta ghen tị với em á, cái đấy cũng là đương nhiên. Thế còn cái chuyện người ta có cướp em hay không ấy, nhiều khi lại là ở anh nữa anh ạ. Rồi, phần này đến đây là xong. Mọi người dành một tràng vỗ tay. Rất tuyệt vời. Chúc mừng hai bạn. Đặc biệt là em. Ở trong kia là ban biên tập và mọi người xem rất kỹ rồi. Cái phần diễn xuất của hai bạn cho cái vai mới rất tuyệt vời. Vỗ tay nữa đi. Chắc chắn em sẽ được nhận vào làm vai chính trong series phim truyền hình. Người thứ ba. Tuyệt vời, tuyệt vời. Nào mời hai bạn ngồi xuống. Này, hai bạn ấy là mẫu của những cặp đôi trong showbiz mà tất cả mọi người hướng tới. Hai bạn sống với nhau quá hạnh phúc, quá tuyệt vời. Tôi với tư cách là nhà sản xuất đồng ý cho em vào vai chính. Hai vợ chồng là ngôi sao hạng A luôn. Đều có tin được không nhỉ? Em là hạng A rồi mà anh. Em mới chỉ là ở ngấp nghé ở những cái vai diễn có đẳng cấp. Ông ơi, chồng mà nó gọi là hạng A rồi cơ mà. Đi ra, đi ra ngoài kia coi xe cho chị nhá. Tài xế thôi mà vào đây làm gì riêng vào trong kia. Nhanh lên. Em xin lỗi. Em vào một tí cho nó vui. Em xin lỗi, em xin lỗi, em xin lỗi. Đánh, đánh, đánh. Viên. Ôi trời. Sao nó vào đây nó làm loạn lên cả. Nó bảo hai vợ chồng mình chuẩn bị được lên ngôi sao hạng A. Trong khi vợ này là hạng A rồi. Còn tôi hạng A thậm chí là giải ngoại hạng rồi em nhỉ. Ừ đúng đấy. Làm thế này cơ mà, từ đầu đến chân thế này cơ mà. Hai vợ chồng người ta đang sung sức như này tự dưng nó thẳng vào. Hello. It's where you looking for? Oh, so nice to meet you. Oh, nice to meet you. Oh, nice to meet you. Oh, hai người quen nhau à? Sư phụ, không biết ạ. À, xin tự giới thiệu với hai người, tôi là ở bển mới về. Em ở trển mới xuống chị. Nghe tiếng hai người hạnh phúc lâu rồi, bây giờ ngưỡng mộ quá tới đây để tìm hiểu đó. Tìm hiểu về hạnh phúc của chúng tôi hả? Ồ, việc đấy thì không khó đâu. Về hạnh phúc thì xin mời cứ tìm hiểu đi. Đây em là diễn viên mà Phương Mai. Ok. Diễn viên xinh đẹp. Xinh đẹp. Hàng A vô cùng xinh đẹp. Anh là chồng của cô ấy. Chỉ là chồng thôi. Tập trung vào tôi này, chúng tôi rất hạnh phúc. Chồng phải không? Rồi xích ra đi bánh bèo. Chào anh. Anh ngồi xuống đây, tôi có cái này muốn cho anh coi, rất là hay ho. Chuyện gì vậy? Tôi nghĩ là anh sẽ muốn coi đấy. Đó là hình ảnh của vợ anh với chồng tôi. Chồng cô? Chồng tôi. Phương Mai. Dạ. Em phải giải thích đi, sao lại có chuyện như thế này hả? Trời ơi, vợ chồng mình phải tin nhau. Đây là một cái phim mà em mới nhận được kịch bản. Và đây là diễn viên nam mà anh ấy cũng mới nhận được kịch bản. Mặc dù đạo diễn chưa bấm máy nhưng mà chúng em đi tập trước. Em giải thích với chồng em một cách đơn giản như vậy à? Chúng ta là vợ chồng, chúng ta phải tin nhau chứ. Bây giờ đó là tôi bay nửa vòng trái đất về đây để tôi tát vô cái con mặt cái con quỷ giật chồng rồi. Nó đánh vợ đây. Chồng ơi. Đây. Nó tát vào mặt vợ thì vợ lấy gì để đóng phim. Anh làm chồng kiểu gì mà không biết dạy vợ, để nó đi giật chồng người ta. Mày xích lại đây cho tao tát vào mặt mày. Chồng ơi. Bốn ra. Việc ấy là sự thật. Đúng. Hay là cô gian cái màn kịch này với gia đình để phá gia đình tôi. Gian đấy chồng ơi. Hình ảnh anh coi anh thấy hết rồi mà anh còn nói gì nữa. Tôi không có rảnh hơi nha. Tôi bay nửa vòng trái đất về đây mà làm sao tôi nhầm lẫn được. Em phải nói với anh một lần đi. Chuyện này là như thế nào? Có thật hay không? Chồng, vợ là một diễn viên. Vợ đóng rất nhiều phim và có rất nhiều phân cảnh tình cảm với những người khác. Em. Dạ. Nếu trên phim anh sẵn sàng chấp nhận, nhưng những hình ảnh vừa rồi anh nghĩ nó không phải trên phim đâu. Vậy anh nghĩ là em tòm tem với chồng của cô này. Em chơi sẽ mức độ lừa dối anh cả như vậy sao? Thế sao anh nghĩ rằng đó chỉ là chuyện trên phim thôi. Nhưng đây chắc chắn là chuyện đã xảy ra ngoài đời thật. Em lừa dối anh như thế à? Em lừa dối anh như thế à? Oh. Wow. Đau quá. Sao em dám làm điều ấy với anh? Con xin lỗi, tôi có điện thoại. Alo, đúng rồi, tôi đang ở nhà con Phương Mai đang đánh nó đây, đang bị chồng nó tát vào mặt, đúng rồi. Sao? À, con đấy là con Phương Mập, không phải là Phương Mai à? Ok. Cái này là cái nào? Tôi xin lỗi, có một cái chữ nhầm lẫn ở đây. Tôi lộn đây là Phương Mai, tôi đi đánh ghen lộn con Phương Mập. Tôi xin lỗi nhá, hai vợ chồng cứ hạnh phúc tiếp đi. Nha, xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Ôi, chào. Con điên!
lại. Ta chia tay nhau à từ đây. Cho anh xin lỗi. Không. Đau quá, bao nhiêu tiếng người ta làm cái nền này. Hẳn ba cái ngón tay. Em phải biết rằng tất cả những thằng đàn ông khi ghen đều như vậy mà. Không. Nhìn thấy em nằm cạnh một thằng đàn ông khác làm sao anh có thể chịu nổi? Tại sao anh không tin em? Chúng ta đã làm vợ chồng bao nhiêu năm nay. Chúng ta thậm chí đã suýt nữa thì trúng một dự án phim lớn, trong đấy em là ngôi sao. Tại sao anh không chịu khó hy sinh một chút? Có thể tin em một chút. Tất cả những điều này là phim thôi mà. Anh rất muốn tin nhưng những hình ảnh vừa rồi đập vào mắt anh, làm sao anh có thể chịu đựng được? Em không hiểu tại sao mà em càng lớn em càng bình tĩnh, càng lớn càng trở thành một người trưởng thành, mà anh càng lớn anh lại càng trở thành một người như thế này. Cổ áo thì không bẻ kia kìa. Bây giờ anh muốn làm sao? Anh xin lỗi. Bây giờ anh muốn em tát lại anh không? Được, em tát lại anh 1000 lần cũng được. Thôi đau tay em. Tát 1000 lần chai tay. Vậy thì sao em không tát anh bằng cái khác đi? Xin lỗi. Đây 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 đây, anh đánh đi. Đây đây đây. Mày. Sao hôm nay là ngày gì thế này? Vậy tất cả những lời đồn là sự thật. Đồn gì về anh? Em vẫn tiếp tục dính líu lại gã này. Em đã biết cả công ty của anh và cả danh dự của anh, uy tín của anh để xây dựng hình ảnh lại cho em. Cuối cùng em vẫn bám víu thằng cha này. Em có biết đây là ai không hả? Bầu xô nhảm. Em đã này, anh có thể vui lòng cho biết anh là ai không ạ? Tôi là đạo diễn Đức Thọ. Đạo diễn Đức Thọ. Ngươi đã ký kết hợp đồng độc quyền với lại Phương Mai trong 3 năm tới. Cuối cùng thì bây giờ em vẫn tiếp tục quay lại với thằng cha này. Sao anh không biết việc này em? Thật ra là em nhận rất nhiều phim mà anh là một bầu show, anh lựa chọn nhiều phim cho em như thế. Em ký đến cả 100 cái hợp đồng mỗi ngày thì làm sao mà em nhớ được dự án nào với dự án nào. Anh là chồng em phải bảo vệ em chứ. Không, như cái này là độc quyền mà. Anh quyết định hủy hợp đồng với em bởi vì anh không chấp nhận một nghệ sĩ, một diễn viên mà hai mặt như vậy. Và em phải đền hợp đồng giá trị lên tới 20 tỷ. Bình tĩnh đã nào. Anh ấy là người hủy hợp đồng mà. Không, như em ký với nó lúc nào mà anh không biết. Anh là bầu xô của em mà anh không biết rằng em bị nó độc quyền là sao nhỉ? Thế này anh ạ. Thật ra giữa chúng ta đã có rất nhiều vấn đề rồi. Em công nhận là em đã sai. Em sai cái gì? Khi em đi làm việc với người khác, bởi vì xung quanh em có rất nhiều những lời mời khác nhau. Thế nhưng em cảm thấy được rằng giữa chúng ta có một điều gì đấy không còn kết nối được nữa. Thực sự những điều đấy đã được chứng minh bởi hành động vừa rồi, cho em một cái tát như trời giáng. Tất cả những điều này làm em không tin vào cái thứ gọi là tình yêu mà anh dành cho em. Anh nghĩ rằng là em hoàn toàn có lý. Anh cũng không hối tiếc gì. Em có thể rời khỏi cuộc đời của anh. Em muốn làm gì cũng được. Anh nghĩ anh cũng có nhiều phần sai. Chúng ta đã gặp nhau có nghĩa là chúng ta có rất nhiều duyên và rất nhiều nợ với nhau. Không chỉ trong cuộc sống của ngày hôm nay mà còn trong cả tương lai nữa. Em luôn luôn cảm thấy trân trọng tất cả những gì mà anh đã làm và tất cả những điều ấy nằm trong tin em như một món nợ ân tình. Có thể ngày hôm nay em không thuộc về anh, nhưng mà anh biết rằng trong cuộc sống của anh sẽ luôn luôn có em. Cảm ơn em. Em không oán hận gì anh chứ? Không anh, em chẳng có gì oán hận cả. Tất cả những gì mà chúng ta vừa trải qua, nó cũng chỉ là một phần trong cuộc sống. Và đối với em, cuộc sống cũng là một vở kịch dài. Cho anh hỏi một câu. Em có tin những gì anh dành cho em là thật không? Em tin chứ, tất cả những gì anh dành cho em, tất cả là thật hết. Không hiểu sao cứ anh cứ định hỏi cái gì là em cứ thấy nghi nghi. Không biết là anh định làm gì em nữa đây. Không, anh xin lỗi vì tất cả những gì đã làm đối với em. Em có thể rời xa anh. Tuy nhiên, anh cũng muốn nói với em một điều cuối cùng. Tuần trước anh có đi khám bác sĩ. Anh bị AIDS rồi đấy.
Anh ngồi xuống đây đi, anh đã bệnh rồi còn đứng lâu quá làm cái gì? Tránh xa anh ra. Em tránh xa anh làm gì? Bởi vì nếu mà anh có bị làm sao thì em cũng đã bị rồi. Anh ngồi xuống đây đi anh. Thật ra thì em cảm thấy em đã sống hết cuộc đời này rồi. Em không còn sự ràng buộc gì trong cuộc đời này ngoài anh cả. Nếu mà anh bị bệnh nặng, nếu mà anh rời em đi thì chúng ta đi cùng nhau. Chúng ta cùng nhau sống tiếp những ngày cuối cùng ở bên cạnh nhau. Hoặc mỗi người chúng ta lại sống theo một cách riêng, và miễn là chúng ta sống trọn vẹn những ngày còn lại của mình. Thật sự em không cảm thấy đau đớn gì cả. Có thể là em sốc đến mức em không còn cảm thấy gì nữa. Nhưng mà chẳng còn điều gì có thể thay đổi được nữa anh ạ. Vậy là bây giờ em lại quyết định quay lại với anh? Không, em có nói rồi, hoặc là chúng ta tiếp tục sống với nhau, hoặc là chúng ta tiếp tục sống những cuộc sống riêng rẽ theo cách mà chúng ta mong muốn cho đến những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nhưng tóm lại là em muốn gì? Tóm lại là em muốn sống với anh, tóm lại em muốn rời khỏi anh. Em vẫn phải rời bỏ anh thôi. Và sống theo cách của mình. Chỉ còn vài ngày nữa thôi mà anh. Nếu như chúng ta đằng nào cũng chết, tất cả mọi người rồi đằng nào cũng chết mà. Nhưng sao em không chết một cách nào đó hạnh phúc cùng với nhau đi? Em đã từng rất hạnh phúc với anh trong suốt thời gian vừa qua, và ngày hôm nay em nhận ra rằng chưa chắc nếu như tiếp tục với anh thì em còn hạnh phúc. Khó hài quá, em cố lên, em không biết hài kiểu gì. Thưa quý vị, một sự cố gắng của tất cả chúng ta, đặc biệt là sự cố gắng của Phương Mai. Tất nhiên mỗi người có những cách giải quyết khác nhau, quan điểm khác nhau về một vấn đề được nêu ra. Nhưng chúng ta cũng thấy là có những cái trả lời rất sắc sảo. Hãy dành cho phòng số 2 một tràng vỗ tay thật lớn. Xin mời giám khảo Hoài Linh ạ. Trước tiên thì tôi phải cảm ơn bạn Tử Long, Lâm Vĩ Dạ, đạo diễn Đức Thịnh cũng vào luôn, và kể cả MC Xuân Bắc cũng vào. Em có những cái lập luận rất tốt và có một cái chính kiến rất rõ ràng. Khi bắt đầu em vào cái kết nha, Long nói là Long đang bị sida thời kỳ cuối. Em đang nói rất là hay. Thì anh tưởng đâu là hai người sẽ sống chung với nhau, để nương vào nhau, để sống một cái cuộc sống mà cảm thấy hạnh phúc nhất. Dù cho chúng ta có bệnh đi nữa, chúng ta cũng cảm thấy hạnh phúc nhất. Cái đây em thì lại đi ngược lại. Em nói lòng vòng, rồi cuối cùng hai người cũng chỉ tách ra hai ngã để sống với nhau. Giá như cô này có kìm nén lại một chút xíu nữa, đài cát trăm anh một chút xíu nữa, thì hình ảnh em sẽ đẹp hơn. Và lúc đó em sẽ đủ bình tĩnh giải quyết những cái tình huống nó nhanh, gọn lẹ và nó hợp lý hơn. Em có ý kiến chút, em đồng tình với quan điểm của anh Hoài Linh. Tức là em rất có quan điểm và cá tính riêng của mình. Và mọi thứ em đều có lập luận rất là chính xác. Tuy nhiên thì anh phải xin lỗi em, vừa lúc đấy là anh có tát em một cái. Và em thấy là đau đấy. Đau đấy, em có nói là cái này đau đấy. Mục đích cái tát đấy của anh là muốn em thay đổi cái thái độ, để xem em xử lý với cái tát như thế nó đau đến như vậy, mà nó bị oan như vậy, thì em sẽ giải thích và giải quyết vấn đề như nào. Nhưng em cũng chỉ đơn thuần là đau đấy. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ 3. Ca sĩ Ngọc Sơn đang chuẩn bị rất kỹ càng. Nhưng trước hết chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn. Cảm xúc hiện tại của Phương Mai là vẫn còn rất hồi hộp, bởi vì mình vừa mới hoàn thành xong công việc diễn xuất ở trên sân khấu. Thật ra thì cái vai diễn mà Phương Mai nhận được nó vừa dễ và vừa khó, bởi vì nó là một chuyện rất đời và rất là gần gũi với công việc hiện tại của Phương Mai, cũng là một người làm trong showbiz. Chỉ có điều giống như anh Hoài Linh nhận xét thì Phương Mai là một người có suy nghĩ khá là khác biệt với những người khác. Cho nên khi bản thân Phương Mai đặt chính mình vào trong sự việc như vậy, thì Phương Mai sẽ nghĩ ra cách giải quyết tình huống theo đúng cá tính của mình. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, Thank God You Are Here. Bây giờ chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ 3. Đó chính là nam danh ca Ngọc Sơn, người mà được mệnh danh là ông hoàng nhạc sến. Và trước khi đến với nam ca sĩ Ngọc Sơn mở cánh cửa căn phòng thứ 3, thì chúng ta cùng xem anh Ngọc Sơn đang chuẩn bị như thế nào nhé. Xin mời quý vị. Tình
Ngọc Sơn, danh ca Ngọc Sơn được biết đến với danh hiệu ông hoàng nhạc xến qua nhiều ca khúc đi vào lòng người như Tình Cha, Lòng Mẹ. Giọng ca ngọt ngào, sâu lắng, mạnh mẽ của anh đã chinh phục khán giả khắp nơi trên thế giới. Ngọc Sơn với phong cách sôi nổi, duyên dáng, pha chút dí dỏm, chưa từng biết đến diễn xuất. Ngọc Sơn tham gia Ơn Giời Cậu Đây Rồi với tâm thế vừa háo hức, vừa hồi hộp, mong muốn trải nghiệm những cảm xúc mới mẻ. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Đêm qua nó thật là ngồi mà lăn qua lăn lại, lăn qua lăn lại, lo lắng quá trời. Tại vì Ngọc Sơn toàn hát người ta khóc không à, toàn là cảm động ngậm ngùi tình cha lòng mẹ. Nhưng chương trình có mời Ngọc Sơn và phải nói là cũng thuyết phục rất là nhiều. Cho nên là Ngọc Sơn cố gắng gồng mình để mà tham gia chương trình này. Ngọc Sơn đã sáng tác rất nhiều bài hát về cha mẹ. Và Ngọc Sơn xin hát một đoạn về bài Tình Mẫu Tử của Ngọc Sơn. Về một giây phút thiêng liêng, hai nhi vươn vai trong bụng mẹ, rồi oà lên khóc, giọt máu của mẹ bước ra chào đời. Nếu mà một ca sĩ có giọng hát và có năng lực, có văn hóa cao, nhưng mà vấn đề diễn xuất cũng rất là quan trọng. Ngay cả hồi xưa khi Ngọc Sơn hát trữ tình, tại sao Ngọc Sơn nhảy đẹp như vậy? Thì Ngọc Sơn phải luyện nhìn break dance, tất cả các kiểu nhảy trên thế giới. Nhưng riêng vấn đề hài thì sợ mình không có khiếu. Nói nhỏ với cả nhà nghe nghe, đừng nói ai biết, đang lo lắm, sợ không cười chắc buồn lắm đó. Thưa đại gia đình, bây giờ Ngọc Sơn chuẩn bị thì Ngọc Sơn chưa hoàn toàn, chưa biết là mình chuẩn bị cái gì mà như thế nào nữa, bây giờ tới đó rồi tính. Cả nhà hãy xem nhé. Quyết tâm, yeah. Không có gì khác lạ, vẫn là những bộ vest rất lịch lãm. Một tràng vỗ tay để chúng ta cùng với nam ca sĩ Ngọc Sơn mở cánh cửa căn phòng thứ 3. Xin mời. Mọi người rất yêu quý anh, không ai làm hại anh cả. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình. Nói thật là cái nghề Ngọc Sơn trước bây giờ là toàn là hát những bài hát trữ tình hồi nhỏ đến giờ, rồi đôi khi khóc lóc, còn bây giờ một chương trình gọi là diễn kịch, rồi nhập vai, thì mình không biết là mình sẽ làm như thế nào mà mình hỏi ở bên trong. Nói thật nghe, tôi diễn vai gì đây, tôi sao, không ai cho biết hết trơn hết trời, hết trời ơi, sợ quá. Đại gia đình ơi, nhớ ủng hộ Ngọc Sơn. Anh mở cánh cửa, ở trong có người đang chờ anh và đó chính là trưởng phòng. Anh sẽ hóa thân vào một nhân vật mà anh chưa hề biết trước. Được chưa? Anh sẵn sàng chưa? Yeah, sẵn sàng. Rồi, được rồi. Xin mời. Nhưng em xin lưu ý anh một điều thôi. Mời anh mở cửa, ở trong đã sẵn sàng hơn cả chúng ta ở ngoài này rồi. 3, 2, 1, mở. Ơn Giời, con trai duy nhất của gia đình này về rồi. Dạ, con chào ba. Trời ơi, thắp nhang cho má đi con. Dạ. Trời đất ơi, đợi con cả buổi sáng tới giờ. Mày cao, mày cắm giùm tao với. Dạ, ba. Đứa nào nó xây cái bàn thờ mà cũng ác nghiệt. Ra đi ngồi đi con, đi đường xa xa xôi có mệt không? Dạ, mệt nhưng mà vui. Về đám giỗ mà vui vậy đó hả? Rồi, bây giờ nghe cha hỏi nè. Về đây bằng phương tiện gì mà lâu dữ vậy? Đợi cả sáng tới chiều mới tới. Dạ con đi từ Hà Nội về. Mà con đi máy bay sợ tốn tiền, con đi xe lửa. Bữa sau mày đi máy bay đi. Tốn tốn cho tao đứng đây nãy giờ tao mệt thấy mẹ ha. Dạ con xin lỗi mẹ. Bao nhiêu thứ là bán đất đai, nhà cửa ruộng vườn là tập trung cho mày đi học. Dạ. Đi học cái gì tiếng nước ngoài gì đó. Bây giờ nói tiếng nước ngoài nghe chơi. Khoan từ từ. Dạ. Tao ghi âm lại để mai tao đưa cho bà chính bên bà nghe tao khè bà. Kêu con nói chuyện gì? Tiếng nào? Anh. À. Hello everybody. Good evening ladies and gentlemen. Không. I am very happy to see all of you here tonight. Nói là, nhanh quá tao nghe không kịp. Kính thưa quý ông quý bà, tôi rất là hạnh phúc được gặp các quý vị đêm nay. Rồi có học được cái tiếng nào khác ngoài tiếng Anh không? Lẽ mình học có tiếng Hàn Quốc mà nói chút chút con không tính được cầm xóm ấy ta. Hoặc là
Dân buôn sẽ đang hiểu, sẽ đang hê là mọi người có yêu thương tôi không? Tôi thương cả nhà lắm đó nha. Ví dụ như câu là tất thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình, dịch sao? Hả? Thì thực sự là chữ đại gia đình là mình thêm vào nó tình cảm lắm cha, cái nó khác, nó nghĩa tình như một cái gia đình ruột thịt lắm. Đại gia đình có khỏe không? Cha, đúng là đi học tiếng nước ngoài về nó phân tích mình nghe nãy giờ không hiểu gì hết. Nhưng mà không sao con nói người Tây người ta hiểu là cha vui rồi. Dạ. Cha già rồi bây giờ cha. Cha bình con thương cha quá. Mày thương tao mà 4 tháng trời mày không về thăm tao. Đứng lên coi. Đi qua bên đây coi. Mày sinh viên nè mà mày mặc đồ giống như mấy siết ảo thuật vậy. Dạ thưa cha, là con thì tính con bình dân. Đúng là trời con. Trời ơi, mày mặc đồ vậy là bình dân đó dạ, hả? Dạ thưa cha, con đúng, con khá mặc áo ba lỗ, con tập tạ. Nhưng mà con lên sân khấu á cha. Cha thông cảm lên là con mặc cái nó nóng quá. Con đi học diễn viên trên Sài Gòn, con lên trời nó học đi ca sĩ. Thành ra con phải bắt buộc con khoác mấy cái bộ này vô chứ. Nóng thấy mùa nội luôn á cha. Con khoác lên con diễn, con cởi áo rồi con nhảy múa tùm lum cha coi con nhảy nè, đó. Mày mới nói mày lên Sài Gòn mày học làm cái gì? Dạ con vừa học ca sĩ và con học thêm bộ túc, thêm văn hóa trình độ về. Ai cho mày học ca sĩ? Tao nói mày bao nhiêu lần rồi, cái nghề sướng ca vô lời là học làm cái gì? Người ta có giọng, người ta hát hay, người ta học. Mày nói chuyện hồi nãy giờ mày nói còn không ra hơi mày học cái gì? Mày trả lời tại sao đi học ca sĩ? Hả? Trả lời. Trước khi mày trả lời, tao mở thẳng một bài nhạc nhảy cho mày nhảy, mày không nhảy được tao quánh thấy bà mày. Nhảy đi, mày nhảy không được tao quánh thấy bà mày. Nhảy thôi cái gì? Tao đang mở nhạc đó. Cái này của hình như của Michael Jackson. Thì mày nhảy đi, tao không cần biết. Áo. Học hồi nào nhảy dữ vậy? Nhảy dạ. Tự như bà chính bà đi ra ruộng mà kiến cắn kiến lửa bà nhảy á. Cha ơi, biết sao không? Nói thiệt con không dám đòi hỏi cha. Nói thiệt với cha luôn là người ta ca sĩ, người ta nhà giàu, ta mua đồ và ta lo chăm lo gì lắm, và mua băng cassette rồi ta tự nhảy. Còn con học ký túc xá, con để dành tiền mua bộ đồ này để cho người ta thấy mình có tiền thôi. Chứ họ giấu là mình nghèo. Rồi con tự học, con nhìn lắm ngày này ngày kia, con học mỗi người cứu cha. Nhưng mà cái nhà mình bao đời nay là không có ai làm nghệ sĩ. Nhưng mà con thấy cha làm nông khổ quá. Ủa mày tưởng làm nghệ sĩ sướng lắm hả? Nghệ sĩ là suốt ngày lên báo rồi nó chửi rầm rầm mày thấy hả? Dạ con cũng nay lưng chịu đựng thôi cha. Mà bây con... giờ mày không ai biết mày thì không sao, mai mốt mày nổi tiếng nó chửi mày lắm. Có gì hả cha? Trời ơi, tao biết mà. Trấn Thành ăn có chút xíu mập lên nó vẫn chửi. Trời ơi. Trên báo nói là trâu sao mạch như heo, nghệ sĩ mập như heo. Sao con ái mộ con thấy đẹp trai con khoái quá trời thì luôn đó, cái người ái mộ thì người ta nói ok ok. À con thấy đẹp trai thì mặc đô con thấy có vẻ là như là đã sao nhìn khoái khoái á. Con thích. Tao là hôm nay tao nghe người ta đồn dữ lắm nha. Mày làm đang làm mất cái mặt tao đấy, mất bản mặt tao nha. À, con lỡ làm. Đây mày coi cái hình đi. Bà chính bà gửi đây, mày coi đi. Không có nghệ sĩ nào mà mày đi hát rồi mặc áo ba lỗ. Cha ơi, lúc này con đang tập tạ đó cha, người ta chụp lén thì... Mày xạo, bước vào đây, mày bước vào đây. Mày ngồi xuống, mày ngồi xuống. Mày nằm xuống mày, nằm xuống. Mày xạo hả mày? À, có ai tập tạ mà cầm cái đờn guitar không mày? Hả? Dạ. Mày xạo hả mày? Nè. Hát thì lo hát. Hát thôi. Lên sân khấu mày hát xong mày tập tạ chi vậy? Hả? Đứng dậy. Đi hát vậy người ta có trả tiền không? Nhằm khi mưa gió thì cũng mà cũng nói thiệt là nói nó xấu con, muốn nó xấu người ta. Khi kêu trả lương con vài trăm ngàn rồi không trả con đói muốn chết, bọn con dám đòi tí tội người ta. Rồi nói chung là cũng bấp bênh đúng không? Dạ. Hàng gì không thấy gửi tiền về cho cha con kèo đúng không? Dạ. Giơ thẳng tay trái ra coi, giơ thẳng ra phía trước, úp bàn tay xuống. Mày nghèo ghê ha, mày đeo học choàng không ha? Dạ thưa cha. Ha.
đeo đồng hồ học xoàng không bằng nói mày nghèo. Trời ơi, cái này đừng cho ai biết nha, con giả bộ học xoàng đó cha. Đồng hồ giả hả? Hồ giả. Đâu cho tháo ra cho coi coi. Đây. Mua có 150.000 à. 150.000 hả? Lát cha đưa. Nó chạy đâu, nó có chạy đâu cha. Ừ, ba cái đồng hồ cùi bắp đây mà. Để con đeo làm cảnh cho. Để đeo hả? Dạ, làm kiểu. Bỏ đi chứ đeo chị, ta đưa cho 500.000 mua cái mới. Thôi kệ thôi, để dành đi làm chữa bệnh cho cha. Còn cái này con đeo mẫu làm cảnh cũng được. À, để mẫu thôi hả? Ờ. Rồi mày gắn cái gì mà ống ánh trên cổ mày vậy? Dạ. Cái này nè. Cái này á. Đồ giả luôn hả? Inoxidat thôi cha. Cái gì đó bán còn. Nó kêu cái này vô có mấy chục ngàn cái à. Con à, đồ đeo giả vô, con nổ lên thì là đồ thiệt. À, mình đeo vô cho mình nổ lên. Là mấy đứa nghệ sĩ lại nổ vậy không đó hả? Con không biết. Con biết con là nổ thôi. Thằng trả lời thông minh ghê mày. Thông minh ghê. Sao? Chứ mày trả lời là nghệ sĩ là nổ hết là nó lên báo nó dập mày đó. Dạ dạ dạ. Thôi bây giờ về. Ngày mai á là đám giỗ đầu của má mày. Thì cha tính vậy. Thôi thì đáng lẽ ra là mình phải con phải đeo tang 3 năm cho má con. Nhưng mà tao giờ cũng già rồi. Tao sống được bao lâu thì thôi ngày mai tao mời bà con dòng họ tới rồi tao xả tang luôn. Rồi để tính đường cho mày lấy vợ luôn. Được không? Cha ơi, cha thông cảm con đi. Con biết vậy rồi. Nhưng mà đâu phải muốn lấy ai là lấy đâu cha. Mình khi mình thương ta mà ta không thương mình nữa cha. Mày nói sao vậy? Dạ. Bữa mày nói tao là mày thương con già lắm mà con già thương mày lắm. Đúng không? Thì con tưởng tượng là tao thương mình thôi chứ còn thương hay không người ta. Thương chứ sao không con? Nhỏ tốt tính lắm. Dạ. Nói cái gì cũng nghe. Ba bệnh ở nhà hổm rầy nó lo không chứ ai lo. Gì hả? Mình lo cho cha là con thương rồi. Thì con nó nào lo con cho... cưới hết á mà hỏi có thương con thiệt không? Nó lo cho cha. Dạ. Thì nó hỏi chào anh Trơn đi hoài không thấy gì à. Nhớ. Nó nhớ mày lắm. Nó kêu mày về nó chụp nó hung liền. Ủa gì hả? Nó nhớ mày lắm. Chứ hai đứa. Mà tính con sao? Trước giờ lo học không mà có vụ yêu đương thì con toàn là yêu lén không mà con không dám. Không dám cái gì? Giờ hai đứa là dạm ngõ rồi thì giờ cưới nhau thôi chứ lén cái gì? Dạ con. Dạ. Vô đây con. Kìa, vợ tương lai của con đó. Chào em. Sao mày gặp con gái mày cứng như khúc gỗ vậy mày? Xà tới ôm nó liền. Để dành khi nào cưới rồi ôm luôn. Người ta là nắm tay xong ôm, để dành là để dành cái cú cuối. Mày để dành cú đầu là sao? Vậy con nắm tay cho ha. Ôm. 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 Đây để chứng kiến cái cảnh đau lòng vậy hả tía? Tôi con đi về. À, dạ ơi, đừng có giận anh mà. Tại tính anh mắc cỡ thôi. Anh hay là yêu thương em đó. Anh để trong lòng. Nghe nói cha nói là em ở nhà thay anh chăm sóc cha, anh mừng lắm. Trời, thấy này chúng sắp vô tuồng cái lương vậy trời. Anh cảm ơn. Dạ nha. Cảm ơn nói suông gì trời. Ê, qua đây biểu. Đợi 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 bác chú con. Dạ. Nè, mày có thích con gái không? Dạ con rất là thích đó cha. Rất là thích nhưng mà mình dạ. Giữ tư cách đúng không? Không phải tư cách mà tính con nó nhát nó gì đó. Tức là nhát và mình dạ. Mình điềm đạm xíu đúng không? Dạ dạ. Bỏ qua cái vụ ôm đúng không? Dạ. Ok, đứng vô chỗ cũ đi. Nếu như sau này con lấy con già thì con đẻ bao nhiêu đứa cho cha? Dạ. Tùy theo tấm lòng hảo tâm của già thôi ạ. Tùy theo lòng hảo tâm của già. Dạ. À, trời ơi. Đúng. Đàn ông là phải tôn trọng phụ nữ. Người ta cho nhiều thì quéo nhiều. Chứ đâu đòi hỏi được đúng không con? Dạ. Trời ơi, mày trưởng thành rồi Sơn ơi. Vậy hả cha? Khi lấy vợ là phải một lòng với nó nghe chưa? Con biết ở quê lòng con lỡ thương già rồi. Ở quê lỡ thương già rồi. Dạ. Trời ơi con ơi, con đúng là người đàn ông chân thành nhất cái xã này đó. Ủa vậy hả? Ai vậy? Mày hỏi tao hỏi ai? Anh mới nói cái gì vậy anh Sơn? Anh Hương dạ nào? Hả? Ủa? Hả? Anh là gì không hiểu? Trời ơi, anh không hiểu. Vậy mà anh không hiểu. Bác nhìn bác hiểu không bác? Ai vậy anh Sơn? Ai vậy con? Ai vậy anh? Anh? Anh?
Trời, anh nghĩ lâu vậy, anh dễ hiểu quá mà. Anh giải thích đi, anh giải thích. Sơn, nói cho cha biết con nhỏ mặc áo đỏ là ai. Nói cho tôi biết cô là ai. Dạ, con là vợ của ảnh. Anh sao vậy? Còn cái đó là của ai? Dạ, thì đương nhiên là cái mẫu là của thằng Trơn. Dạ. Trơn ơi, mày làm cái gì vậy Trơn? Tình cha ấm áp như vầng thái dương. Mày làm cái gì vậy Trơn ơi? Dòng nước trôi đầu. Mày lúc nào cũng nói hiếu đạo với cha, mày không để cho nhà này mất mặt. Bây giờ mày làm gì con gái người ta Trơn ơi? Ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha ơi, cha già rồi. Đừng lên, đừng lên nói cho cha biết tại sao con lại làm như vậy. Dạ thưa cha, không giấu gì cha, đây là Hương học chung lớp kịch với con. Hương học chung lớp với con? Vậy mà hồi nãy cha hỏi con có lén quen với đứa nào không thì con không nói. Dạ con lỡ một lần cha. Mày lỡ một lần mà tao mất mặt cả một đời. Bây giờ tao phải làm sao để nói chuyện với bà con dòng họ đây chứ? Nói cho cha biết đi con. Cha phải làm sao? Đừng khóc nữa. Mình đàn ông mình làm thì mình chịu. Một bên thì có bầu, còn bên đây thì cha đã hứa hôn với người ta rồi. Bây giờ con làm sao đây? Bây giờ con nói cho cha biết phải làm sao đây? Nói đi con. Bây giờ một đứa là cha hứa hôn, một đứa đó con như con, vậy cha phải làm sao? Anh muốn nói gì với em không? Mình là đàn ông đó, con giải quyết đi. Bây giờ anh chọn đi mệt quá à. Nếu mà anh có hiếu với ba anh á thì anh ở đây anh lấy cổ, rồi tôi với con chết cho anh vừa lòng. Còn bây giờ không thì lấy tôi. Bác ơi, bác có sao không bác? Anh Sơn. Cái gì vậy? Cái gì đây con? Sơn, cái gì đây? Máu. Bác ơi, cha. Bác có sao không bác? Sao con? Người ta thường nói là dân vô thập toàn. Con đã làm mọi điều để báo hiếu với cha mẹ, để giữ thủy chung. Nhưng cuộc đời con đã có một phút sai lầm, cho nên đã gây ra nông nỗi này. Thôi thì em à. Dạ. Em hãy sinh con, đứa con sẽ là của anh. Chuyện này con khó xử quá cha. Con nói là đàn ông, người con người là nhân vô thập toàn, đúng chưa? Không ai là hoàn hảo hết. Nhưng mà con phải biết một điều là vạn hạnh di tiên. Đức hạnh mà không có thì làm sao mà phải làm người được Trơn ơi. Bây giờ con làm sao đây? Con giải quyết hai đứa đi. Một bên là tình, một bên là nghĩa. Dạ, anh xin được cầm tay em. Anh xin lỗi em. Những ngày em chăm sóc cho cha,
anh hạnh phúc, cảm động lắm, xúc động vô cùng. Anh thương cha, thương em lắm. Nhưng dạ thưa cha, từ đây con sẽ coi dạ như người em gái ruột của con. Dạ, em vòng tay với cha đi, vòng tay lại, thưa cha đi. Dạ, con thưa cha. Hứa từ nay sẽ có hiếu với cha nha. Dạ. Cha, cha suốt đời gian khổ vì con rồi, ở dưới quê này làm ruộng, bán hết ruộng vườn để nuôi con ăn học. Bây giờ con cũng chuẩn bị có một chút công danh, con lên Sài Gòn. Có thể con sẽ cưới em Hương, sau đó đón cha lên ở với con nha. Cha. Thôi được rồi, bây giờ chuyện tới nước này thì cha cũng không ép con nữa. Dạ. Con dạ dầu gì thì cha cũng nói con coi đó là con gái từ hồi trước tới giờ rồi. Còn con bé này thì cha chưa biết nó là ai, nhưng mà nó lỡ mang cốt nhục của mình rồi thì mình phải nhận. Nhưng mà ở đây thì không được. Dòng họ người ta biết, bà con chòm xóm biết thì không được. Hai đứa bay lấy nhau thì muốn đi đâu cứ đi. Dạ. Cứ để tao một mình ở đây, tao chết dạ. trong tuổi già cũng được. Con không thể bỏ cha. Cha, nhưng cha không thể chấp nhận làm dâu trong cái nhà này mà nó có bầu trước được. Bây giờ làm sao? Lên Sài Gòn sống với nó đi, coi như tao chết rồi cũng được. Đi, cha nói vậy rồi thôi, mình lên Sài Gòn sống. Cha. Thôi, em về Sài Gòn trước đi, anh lo cho cha. Nhưng mà rồi anh có lên chở anh không? Anh hứa với em, cha anh khỏe rồi tính sau nha. Anh em hứa cứ về trước nha. Đi. Được rồi, em cứ... Anh hứa anh lên đó nha, chứ em xanh anh chưa lên, anh biết tay em đó. Nhớ đó, đợi á. Anh Sơn, anh biết ba anh bệnh mà. Anh muốn ba anh chết anh mới vừa lòng đúng không Sơn? Thôi bây giờ vậy, con hãy nghe cha một lần này nữa thôi. Lấy vợ, lấy nhỏ đó, sinh con với nhỏ đó, sống hạnh phúc với nhỏ đó. Nhưng bỏ cái nghề ca sĩ của con đi. Cũng chính vì cái nghề đó mà con mới lâm vô cái đường khó xử như vậy, con thấy chưa? Dạ thưa cha, nghề ca sĩ cũng nắm truân chuyên lắm, không phải ai cũng vậy đâu. Do con cái lỗi là lỗi riêng con, chứ không phải ca sĩ nào cũng như vậy. Con sẽ ở với con gái người ta hạnh phúc, phải nuôi con người ta lớn con, phải bước trên con đường ca sĩ và chứng minh cho người ta thấy là cái nghề này không nhục nhã nghe con. Dạ thưa cha. Dạ. Thưa quý vị, một câu chuyện có thể nói là rất xúc động. Tôi không biết quý vị thấy thế nào, nhưng mà cá nhân tôi cùng với rất nhiều anh chị em xem ở đằng sau thì chúng tôi có thể cảm nhận được cả nhịp đập trái tim của anh Ngọc Sơn. Em cũng xin nói một câu là, tại vì em với anh Linh hay nói câu này cho em, là nói về đạo hiếu là anh ba là số một, anh Linh đã từng nói với em rồi. Cho nên hồi nãy anh bố em nói thật lòng, bố em lúc mà em quỳ á, anh Sơn cầm tay em, anh Sơn nói chuyện với em là nói chuyện với cha. Em nhìn vào mắt anh Sơn là từ lúc đó thì mắt em nó chảy ra mà cái đầu em nó tê luôn nè. Là cái cảm xúc em nhìn vào mắt ảnh á là bị tê liệt luôn á. Kinh khủng khiếp cái cảm xúc trong cặp mắt của anh Sơn á. Thế phần nhận xét thì đương nhiên xin mời anh, mọi người đang muốn lắng nghe những lời nhận xét của anh. Xin mời. Trước tiên thì cảm ơn trưởng phòng Trường Giang,
cảm ơn Trà Ngọc và cảm ơn Lâm Vĩ Dạ. Em cảm ơn anh ba Ngọc Sơn đã nhận lời tham gia chương trình Ơn Giời Cậu Đây Rồi. Có lẽ là anh em mình chỉ gặp nhau ở trong công việc và ít gặp nhau ở ngoài đời. Nhưng đối riêng với bản thân em thì như Trường Giang nói, kể cả có mặt anh hay không có mặt anh, em vẫn rất là tôn trọng anh. Đối với em, mà anh có cho em rất là nhiều cái sự học hỏi để hoàn thiện mình trong cái cuộc sống này. Dĩ nhiên là như anh nói ở trong kịch hồi nãy là nhân vô thập toàn, nhưng mà em học ở nơi anh và học những người xung quanh trong cái cuộc sống của mình. Có những điều gì đó mà mình cảm thấy mình khiếm khuyết thì mình bổ sung vào để cho nó hoàn thiện con người mình hơn. Khi vào một cái phòng như thế này thì thật sự ra thì khi mà nói về chữ hiếu thì đối với những người em biết thì em sẽ đặt anh ba lên hàng đầu. Bởi vì em biết là anh ba rất là có hiếu. Từ lúc ba còn cho đến lúc ba mất đi, anh ba rất là chu toàn cái phận làm con. Và một cái điều mà hồi nãy khi mà anh ba nói đó, tức là Trường Giang cố gắng gài vô là cái này bởi nghệ sĩ là xài hàng giả hết ta con hay này nọ, là anh không muốn đụng chạm với bất kỳ người nào, anh chỉ nhận cho riêng bản thân anh mà thôi. Đó là anh không muốn đụng chạm về bất kỳ một người nào ở trong cái nghề của mình cả. Đó là một cái điều mà em cũng cảm thấy là mình đáng học hỏi. Và hồi nãy tới bây giờ anh Sơn không hề diễn bất kỳ một cái gì, mà anh Sơn bê nguyên con người anh Sơn lên để anh Sơn làm, ngoài cái việc lấy cái cô kia mà không thông báo. Đó là do chương trình đặt vào. Còn đối riêng với bản thân anh đã xử lý cái tình huống đó, em thấy nó rất là đẹp. Và khi lên khung hình anh sẽ thấy một cái hình ảnh rất là đẹp. Anh quỳ dưới chân cha anh xin lỗi cha anh xin nắm tay bé Dạ, quỳ xuống để xin lỗi bé Dạ là anh đã làm cho cô ấy thất vọng, mà xem cô ấy như một người em ruột và nắm tay cô gái kia là chịu trách nhiệm với cái việc của mình làm, dù đó là lỡ một lần duy nhất. Và những cái lời thoại của anh tuy nó rất là ngắn nhưng mà nó rất là xúc tích. Cảm ơn Trường Giang, cảm ơn Lâm Vĩ Dạ, cảm ơn Trà Ngọc và cảm ơn anh Ba Ngọc Sơn. Cảm ơn những lời nhận xét rất chân tình của anh Hoài Linh, một thần tượng của Ngọc Sơn. Cảm ơn anh rất nhiều và chúc anh nhiều sức khỏe. Những cái gia tài anh có nó chỉ là một phần góc nhỏ đối với đạo đức của anh, tâm đức của anh quá lớn. Xin cảm ơn anh đã cống hiến cho đời. Một lần nữa xin chúc mừng khách mời ca sĩ Ngọc Sơn đã xuất sắc vượt qua những thử thách của phòng số 3. Sau đây chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ 4, một căn phòng mà tôi tin tưởng rằng quý vị và tất cả các bạn đang chờ đợi, bởi ở đó có hai trưởng phòng, đó là giám khảo Hoài Linh và nghệ sĩ Trung Dân. Thưa quý vị, chúng ta sẽ đến gần hơn với giám khảo Hoài Linh. Xin mời anh. Đánh giá nhận xét về 3 phần vượt qua thử thách của các khách mời của chúng ta trong ngày hôm nay ạ. Xin mời anh. Với Jin Tuấn Kiệt thì có cái sự sốc nổi vui vẻ, tuổi teen. Đối với anh Ba Ngọc Sơn là những cái tình cảm nó sâu hơn, nó đậm hơn. Còn đối với Phương Mai thì em cũng mới tham gia chương trình ở đây và cô cũng giải quyết những cái tình huống đó nó rất là cá tính. Và hy vọng là cái phòng số 4 này sẽ đem lại cho quý vị nhiều cái cảm xúc nhiều hơn nữa. Cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn anh Hoài Linh rất nhiều. Thưa quý vị, trước khi đến với căn phòng số 4, chúng ta cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Xin cảm ơn. Cảm ơn nghệ sĩ Trường Giang rất là nhiều. Đã tạo nên một cái kịch bản hay là một cái câu chuyện hình như nó rất có thật hay sao á. Mình cũng khó, mình đang diễn thật đó, mình sợ mọi người không có cười, tại để đây là chương trình mình nghĩ là mà làm cho mọi người cười. Nhưng mà dù sao thì Ngọc Sơn đã trải qua những giây phút rất là, phải nói là hồi hộp, hạnh phúc và xúc động. Trên sân khấu thì một tình huống rất là khó xử. Tại sao lại có một cái người mà mang bầu đến đó, mình thực sự không biết xử lý như thế nào. Nhưng mà dù sao thì chữ hiếu lúc nào cũng là nàng, dù sao cũng là cha mẹ của mình. Cho nên là con có lỗi gì thì con quỳ trước cha mẹ. Trân ơi, mày làm cái gì vậy Trân?
Nhân vô tập đoàn mà con có sai cái điều gì thì mong cha mẹ cũng đồng cảm và chia sẻ với con. Câu châm ngôn của nước ngoài Let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Speaking words of wisdom, let it be. Nghĩa là cứ để nó tự nhiên như vậy. Nếu mà Ngọc Sơn được phép đi tiếp tục cái vòng nữa đó, thì Ngọc Sơn sẽ vào có thêm một nhân vật nữa và sẽ hết sức mình để không phụ lòng đại gia đình. Xin chào đón quý vị và tất cả các bạn đã quay trở lại chương trình Ân Rơi Cậu Đây Rồi. Vâng, thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với căn phòng thứ tư. Ở đó sẽ có rất nhiều điều bất ngờ đang chờ đợi mọi người. Dành một tràng vỗ tay để đón chào quay trở lại sân khấu ba vị khách mời trong chương trình hôm nay. Xin mời. Vâng, mời anh. Thưa quý vị, ở vòng 4, cánh cửa thứ tư cũng là một điều vô cùng quan trọng. Anh Sơn ạ, anh đã giải quyết vấn đề cũng rất tuyệt vời. Anh đã truyền lửa cho tất cả người xem. Nhưng ở cánh cửa căn phòng thứ tư này, khi mà mở ra, anh lưu ý sẽ càng nhiều khó khăn thử thách. Sợ lắm, anh sợ lắm. Sợ lo, lo. Không, anh không có gì phải lo. Quý vị sẽ rất tuyệt vời nếu dành một tràng vỗ tay để chúng ta mở cánh cửa căn phòng thứ tư. Xin mời. Nhìn phía đằng trước. Cái gì đây? Em ọt cái anh nghĩ này hả? Chọn cái nào? Em á, lấy cái này đi. Chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái nào? Chọn cái nào? Em chọn đi. Tùy em muốn cái nào cũng được. Trời đất ơi. Trời đất ơi. Tôi nghĩ là cái ban nhạc này giải tán rồi, sao bây giờ cũng còn đứng đây là sao? Hả? Ủa? Cho tôi gặp cái người trưởng nhóm ban nhạc này coi. Trưởng nhóm anh lên đi ạ. Chết rụt xương ở đâu rồi hả? Anh đẹp trai ơi. Gì? Dạ trưởng nhóm của em. Ai đẹp trai? Dạ anh đó. Tôi biết ai kêu tôi đẹp trai lắm nha. Anh phong độ. Bây giờ tôi hỏi nè ba người nè. Tôi đã cấm không cho đến cái phòng trà này để mà tập vợt nữa. Bởi vì mấy người thiếu nợ tôi nhiều quá rồi. Không? Cái tổ chức show trả đời rồi không bán vé được, rồi cuối cùng là không có tiền để trả cho tôi. Bây giờ dẹp đi, tôi không muốn cho mấy người thuê nữa. Dạ trưởng nhóm của em có điều muốn nói. Anh bầu ơi, bây giờ tụi em cũng khổ lắm. Tôi không có bầu. Tôi đàn ông sao có bầu? Bầu show á, anh bầu là bầu show. Nói rõ anh bầu show. Dạ anh bầu show à, em xin lỗi anh. Sáng giờ tập em đói quá à. Em chưa có ăn gì mà không dám than. Nhưng mà cũng phải cố gắng diễn tối nay được bao nhiêu khách và hay bao nhiêu. Chứ nếu mà mình nghỉ luôn, giải tán luôn thì tiền đâu tụi em sống. Than hả? Dạ. Mấy người nhìn có mấy người không? Hồi xưa cô này rất đẹp. Đẹp lộng lẫy. Giờ chân vẫn dài mà anh. Đúng. Nhưng mà già rồi. Bây giờ tướng này làm sao mà hot được. Thậm chí đứng gần tôi hot hơn á. Quá đáng quá. Quá đáng sao? Anh nghĩ đi, dù gì người ta có qua thời rồi thì người ta vẫn là một quý bà. Tại sao anh lại dùng những cái lời lẽ xúc phạm phụ nữ? Mình không có nên như vậy nha anh. Trời đất ơi. Đừng nói nghệ sĩ già, người ta buồn lắm anh. Anh nói là thanh niên sống lâu năm thôi. Trời đất ơi. Đó là lý do tại sao em rất là yêu trưởng nhóm của em. Trời đất ơi. Tôi không nói nhiều nữa. Tôi không cho các người đứng trên cái sân khấu của quán bar này nữa. Sắp tới là tôi sẽ đập cái quán bar này, tôi xây một cái siêu thị. Tụi em đi đâu? Đi đâu là chuyện của mấy người, tự nhiên hỏi tôi làm sao? Bây giờ cũng thương tụi em đi mà. Tụi em bây giờ cũng hết có đường sống rồi. Bây giờ cố gắng níu kéo được bao nhiêu khán giả, bao nhiêu người đến thì tụi em cũng chia nhau mà đi ăn cháo thôi anh à. Trời ơi, tại sao các người không thức tỉnh? Cái dòng nhạc của các người hát là dòng nhạc gì? Bolero. À. Bây giờ mà các người còn hát những cái bài hát nó sến. Trời ơi, bây giờ là người ta chơi nhạc pop rock. Lăn lộn này kia. Mấy người có làm được cái chuyện đó không? Cũng được đó anh. Anh làm được không? Dạ em hả? Anh làm được không? Dạ em hiền quá, em không dám lộn gì vậy. Em làm được. Lộn mà sợ chặt gân gãy dạ, xương ha. Đúng rồi dạ. Lớn tuổi rồi phải không? Dạ. À. Thì biết mình như vậy thì giải nghệ đi. Giờ nhưng mà tụi em yêu nghề lắm anh à. Yêu cỡ nào? Hết có ca nổi lúc đó mới giải nghệ. Còn một người tụi em cũng hát nữa.
rồi tiền đâu trả lại cái tiền mà thay mướn. Mấy người thiếu nợ tôi quá nhiều rồi. Bây giờ tôi nói trắng ra là tôi không cho mấy người thuê ở đây nữa. Không có tổ chức cái đêm gì ở đây nữa. Không hát thì sao tụi em lấy gì để trả nợ? Bây giờ mấy người bảo đảm là tối nay mấy người hát đông khách không? Dạ thưa là hôm nay là tụi em có nói với mọi người làm một cái show từ thiện. Dạ từ thiện thì người ta sẽ đến đông. Thôi, tôi không tin cái vụ từ thiện đâu ha. Nếu mấy người muốn tồn tại thì giờ tôi đưa ra một ý kiến. Tôi sẽ tổ chức cho các người diễn lại ở cái sân khấu này, trong cái quán bar này, dưới điều kiện các người phải đổi phong cách, không chơi nhạc bolero, nhạc sến nữa. Tại vì sắp tới tôi mở một cái siêu thị mà tôi làm một cái sân khấu ở trên lầu. Mấy người lên trên, mấy người dẫn diễn cái bài gì, cái dòng nhạc đó, thì khách khứa mà họ coi ca nhạc xong họ xuống siêu thị họ đi về đó. Ở đây vậy nè, rồi họ lựa đồ, họ mua. Họ vậy làm sao tôi buôn bán? Phải sung lên, phải bóp róc lên. Đó, còn cô này dạ. Không cần hát nữa, già rồi. Cái làn hơi của cô để dành thổi lửa với đuổi gà thôi. Thì nên lợi dụng cái thân thể của mình nè. Mình ra, mình múa. Mình múa lửa hả? À, trời ơi. Đúng không? Em không ngờ có ngày em được đánh giá cao vậy đó. Đó, anh này đơn, anh này ca. Nhạc bóp rock, tôi sẵn sàng mời ba người tiếp tục. Sao? Dạ, cho ban nhạc tụi em có một phút hội ý được không? Cứ hội. Hội đi. Tu 3 năm không bằng dạy 1 giờ. Người ta nhìn, người ta đánh giá cái nhân cách của mình. Coi như là mình mất hết. Mình nói làm sao năn nỉ ổng, đừng có làm cái đó nha. Rồi, xong. Dạ, em theo trưởng nhóm. Họp xong rồi phải không? Dạ, rồi ý kiến tôi nghe coi. Dạ, trưởng nhóm em có điều muốn nói tiếp à? Rồi, xin mời anh Sơn. Thưa ông bầu, tụi em là hát cái dòng nhạc này từ lâu nó ngấm vô máu rồi à. Cái khán giả của tụi em là những người lớn tuổi rất là nhiều. Ông bầu, người ta đánh giá mình thì ông bầu cho phép làm cái gì khác không? Thôi đi. Trời ơi, anh lớn. Mấy ông, mấy bà. Trời ơi, sao thân xác bây giờ mà tới gì đây? Tội nghiệp vậy nè, trời ơi. Thôi bây giờ tôi nói anh nghe. Thần tượng của tôi. Vì làm từ thiện cho tôi mà cái nhóm của mình bị ông bầu này mạt sát như vậy. Tôi nói ông nghe, ông đừng ép tụi tôi làm mấy cái trò kỳ cục đó. Tụi tôi già hết trơn rồi. Mấy ông bà này á là cốt yếu, mướn cái chỗ phòng trà này đặng mừng cái chương trình giúp đỡ tôi. Tụi tôi là một nhóm nhạc hồi xưa. Ở bên nước ngoài nó có nhóm APA, bên này có nhóm áp thấp. Áp thấp đây. Anh chị đừng có gì tôi, kệ nó, cuộc sống tôi khó khăn. Mình ở đây mình chỉ muốn là nhóm nhạc của mình mấy chục năm nay có cái ngày quy tụ đầy đủ vậy là được rồi. Nếu làm lấy tiền giúp tôi mà bị mạt sát vậy tôi không làm. Em sẵn sàng anh Hoài Linh à. Ngày xưa anh thương tụi em, anh giúp cưu mang tụi em. Bây giờ anh xa cơ thất thế rồi, tụi em không nào bỏ anh được. Anh Lớn. Rồi cảm ơn ổng đi, mình đi về. Khoan. Anh Lớn à. Khoan, mọi người cho tôi. Cho tôi xin lỗi. Chắc có lẽ cái suy nghĩ của tôi nó hợp thời. Tôi chiều với số đông. Mà mọi thứ chưa chắc là đúng. Tôi nhìn hình hài của anh Linh, tôi biết anh cũng không còn sống bao lâu nữa. Tôi biết. Bởi vậy tôi cũng không muốn làm phiền bạn bè tôi nữa. Bây giờ tôi hỏi ông anh một điều thôi. Ông anh có cho tụi tôi mượn cái phòng trà này để hát kỷ niệm lần cuối không? Tất nhiên là tôi cho. Cảm ơn ông chủ. Tôi nói nghe nè, bây giờ ca sĩ trẻ, nghệ sĩ trẻ người ta còn bệnh nhiều. Thôi thì cái số tiền này mình hát, mình giúp cho lớp trẻ đi. Biết đâu được trời thương họ, họ vượt qua được căn bệnh đó, họ tiếp tục họ làm nghề, mình cũng vui. Chứ mình già cả rồi, sống nay chết mai,
mơ mộng gì cái chuyện danh ảo này nữa. Anh Linh à, cái tâm đức của anh tụi em học hoài mà không hết đó nghe. Không, bây giờ tôi nói ông bầu nghe, còn nhóm nhạc của bốn anh em tôi đây toàn hát nhạc sến không. Bây giờ họ cho là sến đó, nhưng cái sến ở đây là cái sến nghĩa, cái sến tình. Ông bà, ông hát đi, để rồi tối nay ông chủ phòng trà cho mình mượn, để cho họ thấy nhạc sến vẫn còn nằm ở trong lòng mọi người và còn nằm ở trong huyết quản của anh em mình đây nè. Được rồi anh Linh à, em sẽ hát cho anh nghe. Này anh bác sĩ hay chị phu đang quét đường, này đôi huyên ương bạn bè muôn phương, những người tha hương cùng tôi hát câu nhạc sẽ trên không tô điểm lùa là không khoe sắc ngọc ngà nhưng đậm đà Việt Nam. Xến đây xến nghĩa xến tình như bóng với hình yêu lầm mình ơi. Tôi xin lỗi mọi người, tôi hiểu rồi, tôi xin lỗi. Tôi bây giờ tôi quyết định sân khấu này mọi người hãy làm những điều mà mọi người thích, mọi người yêu đi. Hay quá, cảm ơn ông bầu. Cảm ơn ông bầu. Trời ơi, ông bầu ơi. Anh Sơn ơi, đúng là cái câu rất là hay đấy. Cùng tôi hát lên câu nhạc sến, dù không cao sang nhưng mà nó là tình cảm. Vâng ạ, chữ nghĩa chữ tình. Thật tuyệt vời. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi với các khách mời và những trưởng phòng luôn luôn muốn gửi tới quý vị là tiếng cười, là những thông điệp thông qua những tiếng cười đó để quý vị, tất cả chúng ta cùng cố gắng cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn quý vị. Và đây, chiếc cúp tôi gửi lại giám khảo Hoài Linh để anh trao cho người nào anh cho rằng xứng đáng nhất. Xin mời. Vâng, và kính thưa quý vị, ở đây phòng số 4 này thì quý vị thấy tới hai người trưởng phòng lận, anh Trung Dân và Linh. Và ngày hôm nay thì Linh muốn nhường lời lại cho anh Trung Dân. Mời anh. Cảm ơn Hoài Linh. Thưa quý vị, cảm ơn ba người khách mời đã tạo một cái không khí, những cái hoàn cảnh nó hoàn toàn khác nhau nhưng để lại rất nhiều cảm xúc cho quý vị đang xem chương trình. Tôi cầm trên tay một chiếc cúp, giá như có ba cái thì tôi sẽ trao hết cho ba khách mời. Tôi hân hạnh trao chiếc cúp Ơn Trời Cậu Đây Rồi cho nghệ sĩ Ngọc Sơn. Tấm thân bé nhỏ xin cảm ơn đại gia đình rất nhiều. Và thực sự Ngọc Sơn cũng học trong trường rồi học ra ngoài đời mấy chục năm nay, nhưng mà đây là một cái ngôi trường gọi là hơn cả đại học. Đối với Ngọc Sơn, nó có gì nó tình nghĩa mà nó rất là thật, mà được may mắn được học hỏi những thần tượng của Ngọc Sơn, anh Hoài Linh, anh Trung Dân, rồi những nghệ sĩ bạn diễn, cũng như ánh mắt, những cái tình cảm của đại gia đình. Ngọc Sơn cảm ơn rất là nhiều. Đây là một cái bài học và vốn sống rất là quý giá, rất cao đẹp cho Ngọc Sơn mà mãi mãi Ngọc Sơn không quên được. Xin cảm ơn rất nhiều. Vâng, chúng ta cùng chúc mừng cho nam ca sĩ Ngọc Sơn đã đạt được chiếc cúp trong chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Thưa quý vị và tất cả các bạn, chúng ta vừa theo dõi chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi, thành gốt You Are Here. Chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Đông Tây Promotion thực hiện. Thưa quý vị đừng bỏ lỡ cơ hội đến với chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi vào hồi 21 giờ 15 phút tối Chủ nhật hàng tuần trên VTV3. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Ông nội của ông không? Thì qua đây cũng xin cưới. Có đưa vàng à? Có đưa vàng. Có nói gì đâu. Đi được 5 phân vàng, đi ra tiệm cân còn 4 phân rưỡi. Đẹp lòng lộn không? Đó, cha sao con vậy? Bển cha sao con vậy? Cho xin hỏi con trai ông anh tên gì? Nó là La Thành. Con của La Làng là tôi nè. Em có thể cho anh mượn một ít tiền được không? Để làm gì nha? Tôi thiệt với em là
ba anh gần chết bệnh nặng lắm. À, đó thôi. Vâng, một kỷ niệm khó quên chắc cuộc đời sẽ không bao giờ quên được. Ơn Rời Cậu Đây Rồi có nơi chứa trang tình cảm. Và Ngọc Sơn sống lại những giây phút rất là thật. Khi nhìn các anh em, Ngọc Sơn nghĩ là đừng có chảy nước mắt, đừng có xúc động đâu. Nhưng khi diễn với các nghệ sĩ thì như Ngọc Sơn xúc động. Đến vòng thứ 4 thì khi Ngọc Sơn hát bài Sến, nó thật là tự nhiên cái cảm xúc nó tuôn trào. Sao cái tình nghệ sĩ thương anh em quá đi. Vì quan trọng là Ngọc Sơn học hỏi, học nữa, học mãi. Học hỏi được rất nhiều điều tốt đẹp, nhân văn ở trong cái game show này.